Rồi nha, nói gì đi em thử đi chị. Mấy chị ơi, thử máy trước khi mà bán hàng. Hồi sáng là em có thử máy rồi, xong được rồi, xong bây giờ sao nhỏ dữ vậy trời, mi cà rô đi thế rồi bây giờ nó cục cặp nó không nghe luôn. Bây giờ em mới chỉnh lại lần nữa là em xin lỗi mấy chị nha, mấy chị nha. Nên mấy chị ơi có nghe không? Buồn quá à, bạn sửa chỗ đồ đen mà da mê bắt đầu vậy. Không nghe gì hết ý ơi. Mấy chị, em xin lỗi mấy chị nha. Mấy chị đừng thả like, mấy chị chia sẻ giúp em, đừng thả like mấy chị nha. Chia sẻ gì chi, đang thử máy mà. Vẫn còn nhỏ đó chị ơi. Máy luôn chị. Vẫn còn nhỏ đó. Không được đâu ý. Đứng lên mở cái màn hình cài đặt cho chị ấy đi. Còn nhỏ rồi chị nghe rồi. Có tiếng nó đi chị nghe rồi. Mở cái chuông bên này lên. Rồi rồi bắt đầu mở luôn. Bật lên. Kế lên nó mất cái tay hả? Không nhưng mà nãy mở này sao thấy nó còn 9:30 rồi đó. Không được. Người ở trong nó lớn hơn. Dạ người ở trong cộng cái máy cái gì nên nó lớn hơn người đứng ở ngoài chị. Vô đây. Chào Danny Trần. Em chào Danny Trần. Em chào anh mấy chị nha. Dạ hôm nay bị trục trặc chút xíu nha anh mấy chị ơi, đợi em xíu nha. Ở đứng cái em bá đạo. Đợi kìa, tôi giỡn nó kìa. Bé Châu nói lớn hơn kìa, tiếng mấy chị Mỹ Hà đúng không? À, không có. Vậy. Châu Nguyên. Rõ rồi, ok chưa? Ok chưa mấy chị ơi? Tôi nghe ok chưa bé? Ok, đã bán hàng chứ. Chào. Rồi, được okay, rồi, okay. Phải không mấy chị? Được rồi, đúng không mấy chị ơi? Mấy anh mấy chị, em chào dì anh Võ nha. Em chào dì Thấy Linh. Ok rồi, ok. Đây. Đeo thêm cho em cái mặt cái chiền nữa. Không, có đeo mặt cái chiền. Ở đây 58, em có tiền rồi. Chị Minh đi Phạm, đợi chút xíu nữa em coi có đi 58 không? Em đổi cho mình cái chị nha. Lại cưới bình nóc luôn à. Dạ. Bình nóc luôn à. Vâng. Bình luôn. Dạ. Qua đây. Đợt này thầy trò của em chơi bình nóc luôn á chị. Kim giá vàng đi em ơi. Đây sửa sổ cho mấy chị chuẩn bị đi vợ chồng luôn. Kim giá vàng được không? Chặt không chị? Chặt không? Dạ vừa vậy. Đuôi mày khéo quá cho từ. Trần nu trần đăng hết à. Trần đăng trần nu hết. Từ ngày vào dì Thảo là có 47kg à. Mà lên đây xong rồi bắt đầu lên lên là 54kg. Chào chị Hương Nguyên nha. Em chào mấy chị nha, mấy chị vô lại giúp em nha. Dạ chị anh Võ em thấy rồi chị, để có gì em nhận được tiền sao em báo cho mấy chị liền nha. Chị anh Võ, chị Phương Ngôn nè. Mấy chị em nhận được tiền rồi em sẽ báo cho mình luôn nha mấy chị nha. À hôm nay em có lên gì chị nhưng mà không có lên mặt thân giá nha mấy chị nha. Chị Trâm Ngọc ơi, đợi chút xíu nữa bên em sẽ lên đồ con trâu nha chị. Chị Linh Ngọc Châu em có gửi hàng cho mình rồi nha chị nha. Ok ok. Chai bánh nóc luôn, hết chai đông bánh nóc luôn kìa. Dạ chị, mấy chị, hôm nay là em sẽ giá vàng ở ngoài tiệm em á là 3 năm 10 á. Lấy giấy nhỏ thôi chị, đợi một chút. Vận tay nào. Hôm nay về nhẫn móng tay luôn á mấy chị. Có nhẫn tài lộc luôn. Wow, mấy chị sao mà giống như là ông Bụt vậy đó nha, ước cái gì là có cái đó luôn. Sao màn hình này rộng quá chị? Màn hình rộng là do chị mới hồ biến đó. Ôi, trời ơi, mới hồ biến cho nên màn hình nó rộng mà đẹp vậy đó. Rộng lắm, mấy con mấy cái nhỏ nhỏ thôi à. Lát nữa đi xét vô, đi xét vô. Bị hết la mặt mặt luôn kìa. Chị đó là chị Havarasung. Chị quên mất ta. Mấy chị chuẩn bị em gả chồng mấy chị với mấy chị ơi. Đây. Dạ biết sao nặng không, đeo vàng nhiều quá nặng á mấy chị. Em chào chị Hồ Thị Thanh Tiền nha. Cái vòng nhỏ đẹp quá, đi bên em đây chị. À đợi chút xíu nó lên từ từ với mấy chị nha. Rồi có gì mấy chị chốt. Mấy chị cứ yên tâm đi, hôm nay á có gì mà cuối like bên em sẽ like theo yêu cầu với mấy chị cho. Rồi mấy chị cứ từ từ nha. Nhẫn móng tay cho chiếc cho Betty.
dây chuyền giữ đây luôn, mặt là bao nhiêu cây, đợi chút xíu nó có gì báo đồng lượng đồ cái giỏ đây cho mấy anh mấy chị cho à. Dạ hôm nay không lấy vàng 24k nên không có giá vàng các chị, 10 trương thôi. Đây mới mập. Dạ và là vàng công ty 610 mấy chị nha. Chị Ngọc Diễm ơi, hôm nay em có lên lắc sắn một lượng không? Không lắc sắn một lượng chị ơi. Em có lên là dây thôi. Được rồi, nhỏ này đeo wow. Nguyễn Thông hả? Nguyễn Thông hả? Không có liên hệ hả anh ha? Bé em có gì Nguyễn Thông chị coi. Em có Nguyễn Thông chị coi rồi, có gì đeo giờ em thử quét. Dạ Tuấn Anh ơi, mình gọi điện trực tiếp luôn nha anh ơi, rồi có gì bên em trả lời cho mấy anh mấy chị cho ạ. Gọi điện trực tiếp luôn nha. Nãy chưa chia sẻ mà. Nãy chưa cái gì hết mà chưa chào, chưa lời mở đầu luôn, sao chia sẻ mà sao tính được mấy anh mấy chị ha. Bây giờ là em sẽ lời mở đầu nha. Hôm nay có lên nhận VIP không dạ mấy đứa nhỏ? Dạ chị Linh Ngọc Châu ơi, dạ không sao chị. Dạ hôm nay không lên nhận VIP chị ơi, chắc buổi chiều em có lên cho chị nha. Buổi sáng công ty chưa gửi xuống đó chị. À bé Duyên. Bé Duyên điện lên trên chị Loan hỏi là hôm nay có số xi men không? À, bản 4 phân, 5 phân chị Thảo đặt á. Ba ly cũng được. Ba ly. Nếu mà có ba ly thì lấy ba ly luôn. À, lấy một ly là 20 bộ. Một ly 20 bộ đủ kiểu. Okay. Để bán hết luôn. Nói tranh thủ mang xuống sớm nha để chiều để Thảo để em ở công ty hư có không rồi có gì em sẽ xi men lai xi men cho mấy anh mấy chị nha. Thiếu lắm sắc. Chị Ngọc Diễm ơi, chị ghé tiệm em đi. Có gì bên em ưu tiên tiền công cho chị cho. Mấy chị biết không, em hồi hộp á mà em không ngủ được luôn á. Không ngủ được xong mắt á, nó có cái đường quần luôn á. Bé Chi cũng không ngủ được nữa, mặt tròn quay luôn nè. Em thích chị nụn nhân viên cái bay kia. Đó đây nè, đây em làm liền luôn, làm liền luôn. Trâu khóc á, trâu khóc ấy. À Trình Nguyên Thế Quang ơi, dạ em cho đang cho nhân viên tư vấn cho mình nè. Dạ chị Phương Linh Nguyên Nguyễn ơi, dạ dây này cắt bớt rồi chị. Cái dây này là hàng công ty vậy, em chỉ có một dây nhất thôi. Một dây với mấy anh mấy chị nha. Một dây nhất thôi à. Rồi lần mới đầu chị K3 rồi chị ơi. Cái gì quên mất tiêu luôn rồi đây. Dạ lần mới đầu em là tên gì đó. Đây. Uống cà phê em để tỉnh táo không chị? Uống một miếng cà phê nữa. Dạ dây bính đang đeo chút xíu nữa em lên em báo tầm đồng lượng với mấy chị nha. Em có bính nhỏ nữa mấy chị ơi. Em có bính nhỏ nữa à. Uống hơn cà phê phải giọt cuối cùng. Dạ anh đây đang Trần ơi, dạ em biết rồi anh. À, anh ơi có gì bên em xin cảm ơn anh rất là nhiều nha. Vì anh đã gửi quà tặng cho nhân viên tụi em mà cảm ơn anh rất là nhiều à. Mình biết gì đây rồi. Chị ơi chị không biết là đợi chút xíu em chị lên. Kiến Càng. Dạ đúng rồi. Sao có chị Kiến Càng? Ủa chị La Tâm không thấy? Đúng rồi Phát Lý ơi, chị nuôi khéo lắm, đứa nào đây nấy cũng tròn quay à. Tròn nu à, nói chị em ốm quá là thế là chị cứ đựng hai cái mặt thôi. Báo giá luôn mấy cái đồ. Hai bên cái gò má là chị cứ bấm cứ ngắt. Đè đầu ra hung là thôi là tối là nó nhả kèo luôn. Cái dây đây có rồi. Đang đeo em nói là chị tám được chứ. Cái thành phố Hồ Chí Minh này chỉ có một dây duy nhất mới ra dây đầu tiên, em đặt 10 dây. Nhưng mà chỉ ra cái một dây đầu tiên và tiệm em cũng không có để bán luôn. Nhưng mà hôm nay em sẽ like trên này cho mấy anh mấy chị. Thứ nhất là để giới thiệu quảng bá sản phẩm cho công ty. Thứ nhì là để cho mấy anh mấy chị trao tay mấy anh mấy chị một cái sản phẩm là rất là đặc sắc mà đẹp. Em khẳng định một điều nữa là chưa có trên thị trường. Nếu mà dẫu chăng có là một tuần sau mới có nha. Bây giờ là mới ra một cái dây đầu tiên để cho em diệt. Em diệt xong rồi em cảm thấy ổn rồi bắt đầu là em mới cho tung ra thị trường. Mà nếu mà rộng rãi lắm thì ra năm mới cái rộng rãi. Còn trong năm này là chỉ có được 10 dây hoặc là lắm lắm là 20 dây thôi. Dây hai lượng mấy. Còn cái mặt đại bàn này hồi tối gì mấy dây? Mấy con? Dạ vì hai con 2 lượng 1, hai con 6 chỉ, hai con gần 4 chỉ. Nhưng mà cái con bự này về mấy con? Dạ hai con. Hai con rồi. Hai em về hai con, một con thì em sẽ ưu tiên trên livestream này và một con ở ngoài tiệm. Chị hỏi cái gì đó em, cái gì đó vừa rồi chị Nguyễn Thị đó. Thôi bây giờ em lời từ từ mấy chị chờ em trong vòng mà 3 phút nữa thôi chứ em chạy ra ngoài đây xíu em chạy vô liền. Dạ mấy anh mấy chị ơi, thì là cái like này là like cuối của bên em nha. Em xin chào mấy anh mấy chị, chào cô dì chú bác đã đón xem cái like này của em nha. Mong mấy anh mấy chị là nhớ săn hồng tiện với giá ưu đãi nha.
trên cái line này của em thì có rất là nhiều sản phẩm cực kỳ là tiền công sale luôn. Vì bên em bán là bán theo tiền công là của công ty đưa cho mình xuống á, nên tiền công bên em không có lời. Cái dây này chút xíu nữa em sẽ báo đồng lượng cho mấy anh mấy chị để cho nó hấp dẫn nha. Còn về sau là còn hấp dẫn rất là nhiều luôn. Vì hôm nay là tất cả những sản phẩm bên em chưa có like từ trước giờ, chưa like theo yêu cầu được, thì bên em sẽ like theo yêu cầu theo cái like cuối cùng của mình nha anh chị nha. Thì là hôm nay á, là chị Thảo là sẽ ghim giá vàng là 3490 trên một chỉ với vàng công ty 610. Tiệm em bán là 3510 ngàn trên một chỉ với anh mấy chị nha. Dạ, cái anh Thanh Trần ơi, cái mặt đại vàng đó là trọng lượng là khoảng là 2 lượng mốt nha anh nha. Dạ, dây em đang đeo là khoảng 1 lượng 8 á mấy anh mấy chị. Có một dây nhất thôi. Cái tiệm em thì bán chắc là 2930 phải nghỉ nha mấy anh chị nha. Chị mấy chủ mấy chị tranh thủ chia sẻ đi cơ quà. Dạ hôm nay không có lên lắc liền nhẫn con công chị ơi, nhưng mà em có lên lắc liền nhẫn nha, nhưng mà nó có những màu rất là đẹp luôn. Chút xíu nữa đợi chị Thảo chỉ lên đây rồi có gì em sẽ giới thiệu sản phẩm chi tiết cho mấy chị. Dạ chị Ngọc Nguyên ơi, dạ được chị chốt hàng trên like á là đặt cọc xong rồi có gì thứ tư lấy nha. Dạ mấy anh mấy chị ơi, thương tiệm em á, thương cô chủ của tiệm em á, thì mấy anh mấy chị nhớ mà cứ chia sẻ giúp em nha, chia sẻ đi. Rồi mấy anh mấy chị đừng thả like nữa, thả like là bên em máy nó bị treo bị đứng luôn á. Em thấy mấy anh chị thương em rất là nhiều. Dạ giá vàng 3510 không là vàng 18k, vàng công ty 610 à. Hôm nay làm đẹp gì vậy? Dạ. Ủa? Cái vòng ba lê này á, trọng lượng á, chút xíu nữa em báo chi tiết cho mấy anh mấy chị nha. Đợi xíu em báo. Hai em lên đây. Hết hồn hết dí luôn. Dạ rồi chị lại bắt đầu luôn ha. Có ghi nhé bạn rồi. Dạ hôm nay không có lên vòng chữ H chị Năng Kim ơi, nhưng mà em có lên nhiều vòng kiểu đẹp lắm chị. Dạ chị Hồ Mỹ Xuyên ơi, dạ chốt đơn rồi mấy anh mấy chị ra tiệm lấy được nha, có điều kiện là mua bằng tiền mặt giúp em à, không áp dụng đổi vàng nha. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Ly nha. À, em ơi lên máy đi chuẩn bị chị ạ. Dạ hôm nay có lên nhẫn nhỏ mấy chị ơi. Vỗ râu luôn. Dạ chị Hồ Mỹ Xuyên ơi, dạ chốt đơn ra tìm lấy được các chị, mua bằng tiền mặt giúp em nha. Lời mở đầu đi ha. Mở đầu nha. Bây giờ thì là lời mở đầu đi ha mấy anh mấy chị nha. Em chào mấy anh mấy chị xong rồi thì em sẽ bán hàng cho mấy anh mấy chị. Lời mở đầu em là cô chủ của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Xin kính chào quý khách. Em xin chúc quý khách có mặt trên buổi livestream trực tiếp của em ngày hôm nay thì là một ngày mới tràn đầy năng lượng và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì là em có đính kèm thêm một lời chúc nữa, là tại vì cuối năm rồi và cái live này là live kết thúc của năm 2020. Thì bây giờ là chuẩn bị sẽ bước qua năm 2021 thì là em cũng xin kính chúc đại gia đình của Kim Thành Thảo có mặt ở Việt Nam và đại gia đình của Kim Thành Thảo có mặt ở nước ngoài thì là một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và có một cái câu chúc này nữa nè, em rất là tâm đắc, lúc nào nó cũng đi, nó mang ở trong mình em, ở trong đầu em và trong trí óc của em, lúc nào cũng có một cái câu chúc như thế này và em tâm đắc nhất. Hôm nay thì em sẽ muốn chúc lại cho quý anh, quý chị, quý vị, chú bác. Tiền vô như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cà phê Vin. Cái câu đó em rất là tâm đắc lắm luôn đó. Tiền vô thật là nhiều nhưng mà ra ít ơi là ít. Ít như cái giọt cà phê mà cà phê Vin á, nó nhỏ giọt từng giọt mà vô nguyên như một dòng sông Đà thì biết rồi, mấy anh mấy chị biết rồi, nó rất là rộng lớn mênh mông mà vô là vô như là một như nước gì đó mà ra là chút xíu thôi thì là vô nhiều mà ra ít thì là bấy nhiêu ý ơi, lúc lắc cái màn hình rồi
thì là mới có tiền mua vàng của em ha. Rồi năm nay là năm con trâu, thì năm con trâu là phải xây nhà lầu, và có nhà lầu rồi thì là mua xe hơi, và có xe hơi rồi thì là mua vàng của em thôi đó. Khách thù cao chị luôn kìa, mua vàng cử đúng không kìa? Thuộc rồi. tại vì vàng là vĩnh cửu đó, cho nên là mấy anh mấy chị mua vàng cứ mua vàng đi. Thứ nhất là mình được thỏa lòng của sự sở thích của mình, và thứ hai nữa là nó là cái vốn hiện tại đang có của mình. Cái thứ ba nữa, nó không có giống như ví dụ mình mua cái giày, cái dép, cái quần, cái áo, thì làm những cái vật đó là chỉ sử dụng xong rồi là mình đã không, khi mà bán lại hoặc là trao tay gì đó thì giá trị nó rất là thấp. Còn những cái sở hữu mà vàng thì là mỗi ngày là vàng có khi nào mà xuống giá đâu. Để năm này qua năm kia qua tháng nọ là vàng là nó sẽ lên giá, mà có đôi lúc á mấy anh mấy chị bán ra hay là mình lấy ra sử dụng mình vẫn có lời nữa. Mình đeo cho đã luôn vậy đó, mình bán lại hay là mình trao đổi lại vẫn có lời nha mấy anh mấy chị nha. Cho nên là em muốn nói là vàng là vĩnh cửu. Thì là hôm nay á, em sẽ đúng ra như lời hứa thì hôm nay em sẽ ca để tặng cho mấy anh mấy chị trên livestream này. Nhưng mà buổi sáng thì giọng em nó không có được thấm thoát. Thôi thì là em xin khất lại buổi chiều. Buổi chiều thì chắc có lẽ là giọng nó sẽ ổn hơn. Thì em sẽ buổi chiều là đầu live một ca khúc, và cuối kết thúc live một ca khúc ha. Và em xin nợ lại tới chiều nha. Chứ bây giờ em hát chắc không nổi đâu. Tại vì giọng buổi sáng nó hàng dữ dằn lắm, mới ngủ dậy nó không có được luyện thanh á. Cho nên mong mấy anh mấy chị thông cảm giúp em, hôm nay là em bị lỗi hẹn nói không giữ lời. Thôi thì bây giờ là em sẽ niêm yết giá vàng. Hiện tại là giá vàng của em là 3.510.000 đồng trên một chỉ vàng. Nhưng mà trên livestream này em bán là 3.490, thì là một chỉ vàng là em lời 20.000 đó. Nhưng mà trên livestream này là em không có lời. Và cái thứ hai nữa là những sản phẩm em chuẩn bị sẽ trao tay cho quý khách thì là nói không với lợi nhuận, có nghĩa là nơi sản xuất ra bao nhiêu thì là em sẽ trao tay cho quý khách bấy nhiêu với giá thành luôn, không có lợi nhuận nha. Cho nên là tiệm của em thì là ở địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tiệm em thì là có ship toàn quốc tế, toàn thế giới luôn. Ở nước ngoài thì là giá ship thương lượng, còn ở Việt Nam thì là em bao phí ship nha mấy anh mấy chị nha, với điều kiện là phải chuyển khoản 100% giúp em, thì là em sẽ cho nhân viên hoặc là bên đội ngũ chuyện vận chuyển thì là giao tới tận nhà cho quý khách nha. Rồi thì bây giờ là còn gì để gửi gắm, số tài khoản quên điều rất là quan trọng. Số tài khoản bên tiệm em là chỉ có một số tài khoản duy nhất, mang số là 25391629 của ngân hàng ACB, chủ tài khoản tên là Trần Thị Minh Châu. Em xin nhắc là tên thì có thể trùng, nhưng mà số tài khoản là không bao giờ trùng được. Nó giống như là số chứng minh nhân dân của mình vậy đó. Cho nên trước khi quý khách có chuyển tiền thì là hãy nhớ rà số tài khoản giúp em. Số tài khoản đó thì em có ghim trên những bài đăng của trên Bambay của Kim Thành Thảo, và có 5 số điện thoại em có ghim trên từng bài đăng hết nha quý khách nha. Lịch nghỉ Tết của em thì là ngày hôm nay là em live ngày cuối cùng. Rồi thì là tới ra ngoài ra Diên, có nghĩa là có nghĩa là qua ngày thần tài á. Ngày thần tài Việt Nam là ngày mùng 10, nhưng mà em sẽ qua ngày thần tài thì là lúc đó em sẽ thông báo lại cho quý khách. Cho nên là hôm nay thì là em cũng thông báo luôn cho quý khách, thì là bắt đầu từ ngày hôm nay thì là những cái bài đăng của em là em ẩn bình luận hết luôn. Tại vì sao em ẩn bình luận là tại vì em sợ trong những thời gian mấy anh mấy chị nghe em nói nè, những cái lời này nè rất là quan trọng nè. Từ ngay lúc bây giờ cho đến là ra Diên là những bài đăng của Kim Thành Thảo là em đều ẩn bình luận. Để làm gì? Để cho quý khách, những thời gian đó thì em cũng không có bán hàng trên livestream được, không có bán hàng trên online được. Cho nên là em sợ những kẻ gian, người ta họ sẽ rình ngó quý khách. Những quý khách nào mà mới thấy mẫu mã của em đẹp quá, xong rồi vô hỏi giá, hỏi đồ, xong rồi là người kẻ gian người ta sẽ lạm dụng những cái cơ hội đó, họ sẽ lừa đảo. Cho nên là em xin thông báo là em ẩn tất cả bình luận. Những anh chị quý khách, cô dì, chú bác thương yêu em thì là lúc đó em vẫn đăng bài bình thường nha. Em vẫn đăng
đăng hình ảnh, đăng tư liệu. Nhưng mà anh mấy chị thương em là nhớ là nhắn cái dấu thích giúp em. Nhắn dấu thích có nghĩa là quý khách có đồng hành cùng em trong cái mùa Tết này thì em rất là chân thành, rất là cảm ơn quý khách rất nhiều. Hồi nãy giờ em nói với quý khách có hiểu ý em nói không ạ? Có nghĩa là những cái bài đăng em vẫn đăng điều độ bình thường, bởi vì tiệm em vẫn hoạt động là bán ở tiệm, còn trên live stream thì là em không em ngưng, là tại vì ship không có được, bên bộ phận mà giao hàng là người ta đã ngưng rồi. Nhưng mà em cũng mong rằng mấy anh mấy chị ấy là mình bên mình gửi hàng, mình hôm nay là mình lay cuối, nhưng mà tới ngày mùng 5 tháng 2 á là người ta mới ngưng gửi hàng bên mình đi. Mùng 5 tháng 2 nhưng mà em ngưng sớm thôi, tại vì tiệm của em đông quá. Dưới em cũng mong rằng là mấy anh mấy chị sắp xếp một chút thời gian để đến tiệm em chỉ một lần cũng được, một lần để tham quan và rinh những sản phẩm đẹp về cho bản thân mình hoặc là cho những người thân của mình, để đến tiệm em một lần ha. Một lần thôi cũng được nha mấy anh mấy chị nha, ít nhất là một hai lần ha. Rồi thì là mấy anh mấy chị ở xa thì xuống tiệm em sẽ hỗ trợ tiền xăng, tiền xe. Và bên nhà em là có chỗ để xe hơi, để được vài chiếc xe hơi. Cho nên mấy anh mấy chị cứ mạnh mẽ và mạnh dạn đánh xe hơi xuống nhà em đi, không có sao đâu. Rủ đông đông với rủ hàng xóm láng giềng, rủ bạn bè của dì chú bác vậy đó, chắc đầy xe xuống tiệm em nha. Tiệm em là ở địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Thì là trong thời gian em đội ngũ nhân viên của em bên đội Lai Nghĩa Kết thì là em cũng mong là mấy anh mấy chị ráng giữ gìn sức khỏe nha. Bây giờ là em sẽ chúc trước, em không biết là có còn gặp mấy anh mấy chị trên live stream đó không, tại vì là live buổi sáng và live buổi tối, nhiều lúc live buổi sáng mấy anh mấy chị xem xong mấy anh mấy chị đi làm, còn live buổi tối cái mấy anh mấy chị cũng không, nhiều lúc cũng không có cùng xem live cùng chung á. Cho nên là em cũng chúc là mấy anh mấy chị là ăn Tết vui vẻ, có một cái Tết nguyên đáng thật là xịn soạn, và nhớ ráng giữ gìn sức khỏe để cho ra năm rồi gặp lại tụi em nha. Nhất là mấy anh mấy chị ở nước ngoài, nhân dịp này nè, thì là mình hãy điện thoại thăm viếng nhau, hỏi thăm, hỏi han, chứ mà hạn chế lại đi qua nhà thăm nha. Có xếp tổng quốc rồi, giới hiện cho nên là hạn chế là đi tới trực tiếp nhà mình thăm viếng ha, mà hãy nhắc cái điện thoại lên và hỏi thăm từng gia đình, những người thân, người thương, người yêu khi ta còn có thể, nhịp tim ta còn đập. Thì cho nên là em cũng muốn rằng là những người, những anh, những chị mình gặp ở trên live stream này cũng là một âu, cũng là một cái duyên, cái duyên để gặp nhau. Cũng em cũng cuối năm rồi em cũng xin là cảm ơn cái anh Facebook. Ảnh đã cho để là cái nhịp cầu để cho mấy anh mấy chị của dì chú bác mình để gặp nhau, để trò chuyện cùng nhau, để trao đổi và chia sẻ những vui buồn, những cái hạnh phúc, những cái đau khổ, những cái mà những lúc mà thầm kín chưa cái thể nào thố lộ, hay là điện thoại riêng nữa đó. Cho nên là cũng nhờ cái Facebook này là cái nhịp cầu để cho mọi người gắn kết cùng nhau. Thì là nhân dịp cuối năm thì em cũng ngỏ lời là cảm ơn anh Facebook rất là nhiều. Thì bây giờ này, tiệm em là hồi vừa rồi có một cái điều vướng dày nè. Cái người mà kẻ gian á, người ta họ thâu âm tiếng của em, sau đó họ mở lại cái live trực tiếp, sau đó là họ điện thoại, họ biểu chuyển khoảng A, B, C, D, D gì đó, nhưng mà đó là sai. Nghe em dặn nè, khi mà chốt đơn của bên tiệm vàng Kim Thành Thảo thì mấy anh mấy chị hãy gọi nha, dùng từ là gọi video trực tiếp, gọi video trực tiếp chứ không coi lại, không coi phát lại nha. Hãy gọi video trực tiếp, ví dụ như là bé Chi là khách hàng em, là nhân viên tiệm, thì là bé Chi phải gọi điện thoại, gọi video để bắt em phải quay trực tiếp cái cảnh và tự khung miệng mình nói chuyện ra bằng hình ảnh sống động thật, thì đó mới là đúng. Còn mà thâu âm của em hoặc là mở lại những cái video trước kia của em mà nói là cô chủ nói A, B, C, D, D gì đó thì là không phải nha. Nếu mà có cô chủ ngồi đó là biểu xác minh nè, xác minh khuôn mặt luôn, xác minh em nói luôn, đưa cái micro trực tiếp cho em gắn em nói chuyện luôn, thì đó mới là ok nha quý vị nha. Em chỉ sợ những cái gì mà hôm nay có những gì cần nói là sẽ nói hết, bán ít xíu cũng được, nhưng mà em sẽ chia sẻ để cho mấy anh mấy chị biết được rằng là trong khoảng thời gian em sẽ nghỉ Tết thì mấy anh mấy chị là đừng có nói là ra năm mà điện thoại nói Thảo ơi chị đã bị cái này, Thảo ơi anh đã bị cái kia, là em buồn lắm mấy gian. Đầu năm đừng có báo em tin tử nha.
phải báo em tin vui, chị trúng số nè, hoặc là chị vô me nè, anh vô me một đống thì vàng, đống tiền cho thì được nha. Rồi thôi bây giờ thì em sẽ giới thiệu sản phẩm ha. Giới thiệu sản phẩm cho mấy chị. Cho em ngồi ghế nha mấy chị nha, em giới thiệu em ngồi ghế ha. Hôm nay là em có lên vòng với mấy chị nha, vòng đó đủ thương hiệu luôn. Phần kiểu nè, đây. Cái này nó khoảng tầm có hai mấy triệu đây một vòng thôi. Rồi vòng bi, vòng lẻ đủ kiểu luôn nha mấy chị nha. Đặc biệt là em có sale cái vòng này nè. Vòng này là vòng móc máy nha, vòng bản móc máy rất là đẹp luôn. Có đủ size nha, cái này mình vừa có size nào mình lấy size đó luôn nha mấy chị nha. Rất là đẹp luôn nè. Đây để giới thiệu sản phẩm cho rồi em sẽ bán cho mấy chị nha, từ từ đừng có đâu nóng nha. Chị nào cũng có hết trơn á, yên tâm đi ạ. Em để riêng cho. Sao hết trơn á, đây. Rất là đẹp luôn nha. Cái dòng là dòng thương hiệu Chanel bi ba màu luôn nha mấy chị. Đợi chút xíu em sẽ báo cái dây chuyền của chị Thảo ra đây cho mấy chị cho. Rồi cái dòng bi đẹp ghê luôn mấy chị nè. Quá trời cưng luôn. Rồi qua cái mâm vòng à. Dạ chị Hoa Bụi ơi, đo đi vòng có thì chị ra tiệm vàng đo lại giúp em nha. Chị Đặng Thị Hồng ơi, hôm nay không lên vòng lưới chị, nhưng mà em lên vòng vòng bản nè. Vòng bản 8 phân cho mấy chị luôn nha, đủ thương hiệu luôn à. Đẹp lắm mấy chị ơi. Rồi em có lên vòng kim tiền cho mấy chị, để mấy chị chốt luôn nha. Đeo 5 con trâu, đeo kim tiền cho may mắn, đem đến tiền tài cho mấy chị. Rồi chị đưa em ra. Rồi tới chị. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đây là mấy cái dòng là cưng lắm nha. Em quay một vòng tròn cho mấy cái dòng này, để những anh chị nào mà buổi sáng mà chốt không kịp thì là chiều còn biết đường chốt ha. Đó. Đây có mấy cái dòng kim tiền này nữa nè. Rồi. Cái này giờ chưa, cái này chưa? Chưa đẹp. Rồi. Đây mình nguyên một mâm vòng luôn. Mấy anh chị chia sẻ rộng rãi giúp em. À hôm nay là cũng giống như thường lệ mỗi tuần ha. Thì là chia sẻ có 3 giải, giải nhất, giải nhì và giải ba. Thì một giải là 100 ngàn một cái cạc điện thoại nha quý khách nha. Đó thì là tại vì biết sao, đúng ra em biết mấy những chỗ khác người ta kêu chia sẻ nhiều lắm. Tại vì người ta có lợi nhuận. Còn bên em là toàn là xuất tiền túi ra không à. Ví dụ như những cái dòng cẩm thạch cũng vậy nữa. Cho nên là coi cái like của em á, mà mấy anh mấy chị chia sẻ nghèo đó. Chia sẻ của chủ này kêu giải nghèo quá. Dạ em có xe vòng lưới chị ơi. Nhưng mà nó thấu thấm định đượm tình cảm, nó nằm trong đó ha. Vấn đề ở chỗ là em thì là sống về thiên về tình cảm nó nhiều hơn. Thật sự ra trên công ty đâu có tài trợ cho em cái khoản mà ví dụ như cẩm thạch em tặng nè, hoặc là mấy cái chia sẻ bông này nè, bông một bạc này kia, là bông một bạc rồi đó. Mấy cái đó là tại vì em có người quen. Hột bẹt á là em có người quen cái nơi sản xuất luôn. Còn cẩm thạch là em có người rất rất là quen ở Hồng Kông, là chuyên bên đi bỏ xỉ những cái đá, cái bên cẩm thạch. Nhưng mà em thì là em không có chuyên và em cũng không có bán. Cho nên là dạ hôm nay em có lên vòng cẩm thạch cẩm vàng với mấy chị nha. Nhiều lắm. Em nói là em hứa cuối năm là em sẽ em livestream nửa năm nay rồi. Cho nên là hôm nay thì là em cũng sẽ giống như tất niên cuối năm cho mấy anh mấy chị đã đồng hành cùng em nửa năm nay rồi. Đây là nhẫn nam nha, nhẫn nam một sờn nhân tạo ha. Đã cặp bến với nhẫn móng tay đã về được lại rồi nè. Nhẫn móng tay luôn. Nhẫn móng tay nè. Nhẫn con rồng cũng có mấy chị ơi, nhẫn rồi, hồ ly em về thêm mấy chị. Nhẫn con rồng nè, nhẫn kim tiền nè, nhẫn con trâu nè, nhẫn hồ ly nè đã về nè. Nhẫn bi nè, nhẫn phúc lộc thọ, lúc phúc chị, tài vậy đó, dạ, cũng có nhẫn thời vàng luôn, chữ tài chữ lộc. Chị Hương Nguyên ơi, chị Hương Nguyên ơi, em không có đi 54 chị ơi, 54 em đúng sai rồi. Cái gì chứ đeo vòng bản dạ, hả? Cái mặt con này bàn là 2 lượng 2 nha mấy chị nha. Em có 7 chỉ và có 4 chỉ nè, cái vòng này 54. À. Dạ anh Tuấn Anh ơi, anh cần gì comment lại em trả lời cho anh Tuấn Anh cho, hay là chị gì đó. 54 là mình 52. Hôm nay Amachi Đào có coi không nè. Rồi chị Quỳnh Anh nè. Chị Quỳnh Anh ơi, vô like em đi. Em chào chị Quỳnh Anh và chào mấy anh chị của chị luôn ha. Bạn bè của chị Quỳnh Anh ở Đà Lạt ha. Với chị Hương luôn ha. Chị Hương ở Đà Lạt luôn nha. Em chào mấy anh mấy chị cuối năm. Chị dạ, Nguyệt Võ, Nguyệt Võ luôn ha. Chị Nguyệt Võ, Nguyệt Võ luôn ha. Em chào mấy chị nha. Ánh mắt đượm buồn. Ông trời á, ba mẹ em á, sinh ra em á, cặp mắt á buồn thiêu buồn thiểu à. Cặp mắt mà buồn rồi vợ em nói nha. Mắt nó buồn rồi mà ngủ không được là nó bụp luôn.
Dạ em có lên Nhẫn Nam khăn tốt anh đợi chút xíu nữa em lên. Dây cái này là đối với anh mấy chị cái gì này biết không? Đá phong thủy đeo để cho ra năm làm ăn phát tài nha. Dạ rồi. Hôm nay không có lên dòng bi ba màu năm lên chị Tuyết Minh ơi. Cái này nè em xỏ 2 ngày trời mới ra được cái đống này nè. Mà nhân viên em bây giờ là vừa bán hàng mà vừa xỏ mấy cái sợi chuỗi này thấy khổ không? Đó. Chị Hương Nguyên ơi, đem cái niềm vui cho mấy anh mấy chị. Nhớ cái mà lô chị. Trời dây đẹp lắm. Dây dạ. Nha, dây bi ba màu nè, em có nghe chị nào nói là em hóng sợi dây bi ba màu của chị Thảo hôm nay chốt cho bằng được sợi dây dạ, bi nè. Em chạy Diễm Quỳnh nha, lâu lắm rồi thấy chị luôn á. Ở dây bi mà tiền công rẻ thôi là rẻ, là ba màu, hai màu mà có 450 tiền công mà có 300 mấy, 400 mấy tiền công nè. Mà một lượng 2-3 chỉ luôn, dây ba màu nè, đó rất là đẹp luôn. Dây ba màu nha, nhớ mấy em nha. Mấy chị ơi, cái like cuối cùng em sẽ theo xe theo yêu cầu với mấy chị nha. Mấy chị đợi cho xíu, bây giờ là em bán là theo theo trình tự của em đọc nha. Mấy cái comment của mấy chị là em biết mấy chị muốn cần cái gì, cái gì là em sẽ soạn ra em nói công ty thôi, cuối năm là cho tôi theo mơ ước đi, mong ước của khách hàng của tôi đi, cho tôi lựa, tự lựa xi men mấy chị là chiều nay có, còn bây giờ điện lên công ty rồi. Điện có không của chị Loan nè, có gì lụm đó. Dạ, lụm đi bán Mỹ tết đó luôn nha. Cái tủ xi men của quận bớt chị rồi. Chị Hồng Đăng ơi, đợi em chút xíu quá chị nha. Em ơi, cần không lấy một ly á. Cái viên lấy một ly á. Ví dụ 48-50 bộ. Dạ, em có bao trung lành ạ. Dù như 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly, có gì rồi thì lượm hết mà mẫu chữ thôi nha. Chị Hồng Đăng ơi, cái lát tiền công 359 cho chị Thu Trang nha, 3.2 nha chị. Mấy chị, em lấy xi men cho mấy chị rồi đó. Đó. Cô mai chị đào rồi chị nè. Ni ni 50, ví dụ ni 48 em lấy 50 bộ, 50 50 bộ, 52 50 bộ. Em quất một loại vậy là 50 bộ, khi nền Thảo mua không mua thôi, mua là sẽ bự nhiều vậy đó, em đặt công ty làm luôn. Đây là dây bính nha mấy chị, dây đinh bính đan nè. Bính đan mấy chị hỏi quá chừng trời, hôm nay em sale được nè cái này. Dây đan đeo là mấy chị nè. Dây bính đang đeo có mấy, có 5 chị, không phải. Có 7 chỉ à, 7-8 chỉ à, đẹp lắm. Này dây bính em đang đeo, em sale được 3 dây. Nói chung là ở ngoài tiệm em này gì bán tết nhiều ơi là nhiều luôn á. Ai mà chị đào có luôn hả? Chị cũng xem hết rồi chứ bên em hỏng. Chị Diễm Quỳnh ơi, dạ cảm ơn chị. Chị Diễm Quỳnh, em chào chị Diễm Quỳnh. Đây là dây xoắn có lại nha. Hôm nay là phải banh nóc dây xoắn cho em nha. Dạ, đặc biệt hôm nay em có lên bông xước rất là nhiều cho mấy chị luôn, yên tâm đi ạ. Dạ, mặt này bàn á, trọng lượng của nó là 2 lượng 2 mấy chị ơi. Đó, rất là cưng luôn nha. Mấy anh mấy chị nhớ một điều ha, là bắt đầu là ngày mai là em sẽ ẩn hết tất cả bình luận, cho nên mấy anh mấy chị điện không cần cái gì là điện thoại trực tiếp nha mấy anh mấy chị nha. Dạ luôn mấy chị ơi, bên em là có 5 cái số điện thoại em có ghi ở dưới cái màn hình đó mấy anh mấy chị ơi. Rồi vậy là bây giờ là mặc dây chuyền ngoài sau lưng nữa nha mấy chị. À, khỏi bưng lên đi để chị quay qua cái à, đưa được đồ bộ nữa thôi. Đây cẩm thạch, cẩm thạch mấy chị thấy gì không, nhiều không đó, 50-60 cái cẩm thạch lần nè. Dạ, nhẫn móng tay tạm gọi là có 9 phân nó lại mấy chị nha. Cẩm thạch này là em tặng mấy cái dòng cẩm thạch nha, cái nào tặng là nói tặng, cái nào lấy tiền là nói lấy tiền ha, cái nào mà em bán là em nói em bán nha mấy chị nha. Đó, cẩm thạch hôm nay là em tặng nha, tại vì em có người nhà. Thu ra em chốt cho mình rồi chị ơi, em có người quen rồi. Kiên. Kiên nhiều lắm. Đây xong rồi lấy. Dạ. Em chào chị, anh. Chị. Em chào chị Nguyễn nha. Dạ em chào anh chị à. Không biết anh coi mà chị cái coi like không à. Chị Kiến Càng đúng không? À, không phải, phải. Chị anh đây là anh Chết Đi Nguyễn. Anh kia anh đi, đây đi Trần. À. Dạ. Cũng ở Mỹ hết á. Anh ơi, em nhận được tiền của anh thì em sẽ báo cho mình nha anh nha. Đây. Bây giờ em đang cho thợ làm cho anh à. Ô Mai Chi Đào ơi. À, cho chị Thảo gửi lời thăm đến bà già của em nha. À, nói với cô là chị Thảo nhắn cô xuống là thăm chị Thảo kìa. Chị Thảo ngóng như là con hươu mà dài cổ vậy đó. Đây là hôm nay là em xem sợ với Nam đi trời kìa. Rồi hôm nay trên live stream này là chia vốn tiền công chứ không có lời lãi một cái gì hết nha. Còn cái bộ này là tiền công có 4 triệu thôi nha quý khách nha. Đó em có 3 màu luôn. Em nói cho mấy chị nghe nè, mấy anh mấy chị mà chưa có đủ tiền mà chuyển khoản một lần luôn á thì mấy anh mấy chị cứ chốt cọc lại. Rồi là cọc lại rồi vài bữa có tiền chuyển nó đủ cho em cũng được, không sao hết nha. Đây dây liền mà. Tiền là lấy cuối của em rồi mấy anh mấy chị. Lát. Chắc chắn lấy đi. Tiền công rẻ lắm mấy anh chị ơi. Dòng tiền công dòng mà. Liền nhẫn nè. Rồi có dây bi kiền bi nữ hoàng. Kiền bi nữ hoàng lát nữa em đem thử cái này vô cho mấy chị xem. Tiền công em không lấy một đồng nào tiền công bán lời hết á, em đưa đồ bộ cho chị xong rồi đó. Dạ, ông mày đào chị đó là chị cũng muốn lên nhưng mày gần tết rồi nên chưa có ấy được. Tranh thủ lên đi, đồ đẹp lắm chứ lên muộn quá đâu còn đồ để đẹp dạ, đâu mà chị, lựa. Chị Ai Lợi ơi, bên em có ship qua Malaysia chị, tiệm em có ship toàn quốc toàn thế giới luôn nha.
dây này là né quán bên thôi. Rồi cho mấy xoay cái màn hình đi, xoay cái màn hình xíu. Để chị coi, chị đâu có thấy đường đâu, thấy im đi coi. Nè mấy chị, đó là dây đồ bộ nè mấy chị nè. Đó, đồ bộ em để qua sau lưng ha, né qua mấy bé. Vừa dây lớn vừa dây nhỏ luôn nha. Mấy chị ơi, đợi chút xíu nữa thì mấy chị chốt đồ sau cho mấy chị nha. Đó, đầy đủ luôn. Bây giờ mấy chị comment đi, em lái like trước nè để em bán mấy chị nè. Đây là dây nha. Đây là dây liền mặt của ngoài sau lưng nha mấy anh mấy chị nha. Tại vì em sợ không còn thời gian nữa để tranh thủ thời gian để chốt đơn cho mấy anh mấy chị nha. Rồi bây giờ là xong xuôi ha. Giờ thì em lên cái gì cho mấy anh mấy chị nè. Trao coi dùm cái màn hình coi có được cái ổn cái khung không em. Cái lát phong thủy là 3.2 triệu. Bây giờ là bán cái gì trước mấy anh mấy chị ơi? Dạ, lát phong thủy là 3.2 triệu cho mấy anh mấy chị nha. Tiền công là 390 nè. Bây giờ giới thiệu mấy cái đồ chị đang đeo đi ha. Hai chị em mình đang đeo đi ha. Rồi em đọc giùm chị nè, bộ chị Thảo đang đeo là cái này đúng không? Dạ, cái bộ hoa gì vậy? Khách thấy đi chị. Đồ bông tai. Đứa tiên đồ bông đi. Bộ hoa có chưa? Bộ hoa nè. 26. Ừ, bây giờ từ trên xuống dưới đây có trước có sau ha. Bông tai em đang đeo là có 2 đôi. Trọng lượng là 2.6 chỉ. Tiền công là 820. Thì tiền công ở ngoài thị trường là cả khoảng 1.5 triệu, 1.6 triệu. Nhưng mà trên livestream này em bán chỉ có 820.000 đồng thôi, có 2 đôi. Cú pháp chốt đơn hàng là 10 triệu tròn cộng số điện thoại giúp em. 10 triệu cộng số điện thoại ha. Rồi, cái sợi dây ống kim tiền. Nãy giờ là chắc mấy anh mấy chị đã thấy rồi ha. Thì là dây ống này là 3 lượng 2. Là từng mắt kim tiền, mang đến sự giàu sang và phú quý. Nói chung là Kim Thành Thảo bán vàng liên quan tới tiền bạc là lúc nào cũng muốn đến, muốn đem đến sự giàu sang, phú quý cho quý khách hàng. Đó. Rồi thì là cái dây này tiền công chỉ có là 1.950.000 thôi, rẻ, cực kỳ rẻ. Ngoài thị trường 6.5 triệu. Em đã bán rồi 6.5 triệu, 6.4 triệu ha. Đó. Nhưng mà em tính trên livestream này chỉ có 1.950.000 là tiền công rẻ gấp 4 lần, gấp 3, gấp 4 lần. Cái thứ hai nữa là giá vàng mấy anh mấy chị mua trên livestream này càng nhiều vàng mấy anh mấy chị càng lợi nhuận. Tại vì hiện tại ở ngoài tiệm em đang bán và khách rất là đông, thì là với giá là 3.520.000 đồng trên một chỉ vàng. À, 3.500.000, hôm qua là 20, hôm nay là 3.510.000. Nhưng mà trên livestream này em bán 3.490.000 thôi là trên một chỉ vàng là 610.000. Cho nên là mấy anh mấy chị là mua số lượng càng nhiều, mấy anh mấy chị tính trước mắt là lời được 3-4 triệu bạc liền, trước mắt liền là lời nhuận liền luôn ha. Rồi cái con đại bàng này là con đại bàng chúa tể của các loại bàng luôn. Em cho chị mượn cái thước dây, chị dắn ngang qua cái cây. Dạ chị ơi, đợi chút xíu nữa em chốt cái em báo cái kiện nữa hoài mấy chị nha. Đây cái chiều ngang của nó là 13 cm. 13 cm. Cái chiều thẳng của nó là 10 13, ngang 13, dài là 10. Đó, nó rất là lớn luôn, dạ. Dài 10 nha quý khách. Bông tai đang đeo là 10 triệu mấy chị ơi, 10 thì triệu là 852. Con đại bàng này, con đại bàng này là trọng lượng nó là 2 lượng 2. Tiền công chỉ có 7.900.000 thôi. Báo khóa chốt đơn gì? Báo chốt đơn là gì báo luôn. Sao em? Báo khóa chốt đơn là gì luôn? Cú pháp chốt đơn là 84.500.000. Cú pháp chốt đơn là 84.500.000. Mấy chị hết cái mẫu nào rồi á thì mấy chị để lại là số điện thoại, là số tiền giúp em nha, số điện thoại khoảng cách và số tiền. Máy số tự động đã biết được nha mấy anh chị nha. Cú pháp chốt đơn hàng là Phạm Hải, cháu Duy Nam đang đeo. Cái Duy Nam để lại số điện thoại và số tiền là 114.500.000 nha Phạm Hải nha. Cái sợi dây là 114.500.000 cộng số điện thoại giúp em. Cú pháp chốt đơn hàng là 114.500.000 cộng số điện thoại là sợi dây. Cú pháp chốt đơn hàng của mặt dây chuyền là 84.500.000 cộng số điện thoại giúp em. Rồi bây giờ là sợi dây dẹp em đang đeo trên cổ. Cô chốt cái vòng cái gì đang đeo này mà cô chị nói có đây là cái mình bán cái bộ bán lẻ. Cô Võ Thị Hương ơi, cái riêng cái bộ này là con bán nguyên một bộ em đâu cho chị. Chị Hữu Duyên, em thấy chị đòi chị Hữu Duyên ơi. Bộ hoa là 2 lượng 3, tiền công là rẻ lắm, tiền công á là chỉ có 2.390.000 là nguyên một bộ, con không bán lẻ và em cũng không bán lẻ nha mấy chị nha. Cái bộ này hồi nãy em mới đứng trên livestream này là có khách ở ngoài tiệm đã chụp hình gửi về bên nước ngoài rồi. Nhưng mà em nói là cái bộ này chỉ chốt được trên livestream này em mới bán được giá này, còn ngoài thị trường là nó là 6 triệu mà không có hàng. Đây, nó rất là đẹp, em để gần luôn. 6 triệu mà không có hàng là tại vì sao? Nó ra bộ đầu tiên có trên thị trường là 3 màu. Chốt cái dây này đúng không em?
Rồi, trang trang gỡ cái dây này ra. Đeo dây 4 lượng lên chị đi. Lấy dây 4 lượng. Lấy dây 4 lượng này đeo đi em. Gỡ này ra. Rồi xong tiếp tục. Cứ gỡ đeo này lấy. Rồi bây giờ là cái bộ này là cô Pháp chốt đơn hàng là lấy bộ nào tiền công 2,3 triệu này chị nè. Lấy bộ cho cô Võ Thị Hương á. Có bộ cái dầm đang đeo. 2,3 triệu 90 là 82 triệu rồi, là lấy cái bộ này cho cô Võ Thị Hương luôn nè. Là con chốt cho cô Võ Thị Hương, cô đeo cái này đẹp lắm cô. Đó, tiền công là rẻ hơn một nửa tiền công nha cô, nhưng mà trên thị trường chưa có bộ này ha. Chỉ con chỉ ra là giống như ra cuối năm rồi, bắt đầu ra năm là mới có hàng. Dạ chị em anh đi Phạm ơi, em đang tìm cái dòng cho mình đó chị, nhưng mà hôm nay không có lên vòng size 58 á chị nha. Chị không kể với em à. Nè cô đẹp lắm, tay lớn tay nhỏ thì đều đeo vừa hết, có tân đơ quần sao. Chị lon ơi, đô thay là 10 triệu chị ơi, tiền công là 852 á chị. Cái này mà cái chị hồi nãy á, mới ra chụp hình gửi về bên Mỹ là dở mộng rồi. Cô Nguyễn Thị Hương ơi, cô làm người ta dở mộng rồi. Cô làm người ta dở mộng rồi cô ơi. Cái này là thị trường thì công cao lắm. Rồi bây giờ là gọi điện liền cái dòng dây, cứ kêu gọi cái dây liền. Cái dòng một chút xíu nó cho báo. Cái dây này anh Phạm Hải ơi, anh anh đặt cọc giúp em, chuyển khoản giúp em 5 triệu em sẽ giữ lại sợi dây này cho anh nha. Là chuyển khoản đủ luôn, chuyển khoản là 114 triệu 500 nha anh. Tại vì sao cái dây này là mua em bán ở đây là mua tiền mặt không áp dụng đổi hàng nha. Rồi em chốt cho anh Hải, anh Phạm Hải nha. Rồi cái này điện thoại cho anh Phạm Hải đi em. Rồi bây giờ cái sợi dây này nè, sợi dây này em khẳng định nha. Nếu một tuần sau thì là em không khẳng định, nhưng mà bây giờ trong thời điểm bây giờ, trong ngày hôm nay, em khẳng định là dây này đây là mặt sau nè. Thường thường người ta đưa mặt trước, nhưng mà em tự tin luôn, em đưa cái mặt sau trước. Đây là mặt sau của sợi dây này, là từng khúc mắt kim tiền luôn, đó là sợi dây sau ha. Chị Hữu Duyên ơi, đợi chút xíu em lên từ từ. Cái này là mặt trước nha. Cái này là mặt trước, cái này là trọng lượng của nó là tầm là 2,5 lượng. 89,750 triệu. Tiền công chỉ có 2,750 triệu thôi, mà dài là 6,5 tấc nha quý khách, trồng đầu được luôn, khóa là khóa hộp an toàn luôn. Cái khóa là khóa an toàn, mặt trước là móc máy chữ kim tiền hết, kim tiền từng khúc hết, dài là 6,5 tấc nha quý khách nha, trồng đầu được luôn. Đây, trồng đầu được luôn, hồi nãy em đeo cái đầu tiên đó nhưng mà đều là... Đó. Ví dụ như khách mua, khách nữ mua cắt được không chị? Nữ mua cắt là cắt làm sao mà để cho dư ra được một cái tấm lắc thì cắt được, chứ còn mà cắt dụng ra cũng không được. Không được tấm lắc đâu. Cái này là bán dây chứ không cắt một vài quen thì được, mà cắt mà ngắn là không được nha. Rồi gỡ ra giùm chị. Đó, sợi dây này là cô Pháp chốt đơn hàng. Sợi dây... Dây này nè. Dây dẹp á em. 89 triệu 750. Trọng lượng vàng là 2,5 lượng. Tiền công là 2,750 triệu. Ngoài thị trường là 6,5 triệu mà không có hàng. Nói chung là chỉ ra một dây duy nhất thôi, chưa có ra trên thị trường. Em là người đầu tiên gỡ dây này ra. Người đầu tiên để chị Vàng Son Võ Thị hỏi không trả lời luôn. Chuẩn bị bắt đầu em sẽ lên dây bính nè chị nè. Em đang đeo là em sẽ giới thiệu trước, sau bắt đầu em mới lấy cái khác lên lên được. Rồi, cái dây này là 6,5 tấc ha. Cú Pháp chốt đơn hàng là 89,750. Rồi, chụp lại màn hình giúp em. Chụp lại màn hình giúp em. Mà chụp lại mà có một dây à. Rồi, không nhân tay thì cũng hết luôn, chứ chụp lại rồi xong rồi đâu có trên thị trường nữa đâu. Đó rồi nha. 2,5 lượng ha. Cú Pháp chốt đơn hàng là 89,750. Cộng số điện thoại giúp em. Rồi, em sẽ xuống chị, cái dây này. Chị, anh đi Phạm ơi, cái dòng đó em không có lên 58 chị ơi. Vì hôm nay có lên 56 hả chị? Cái dây này em đang đeo là dây... Đây đúng không? Dây hàng công. Dây chỉ công Hàn Quốc. Dây chỉ công Hồng Kông ha. 4,2 lượng. Đó, tiền công là 2,390 triệu. Cú Pháp chốt đơn hàng là 150,550 ngàn đồng. Chị Thảo Di Lê ơi, nếu mà chị lấy cái dây đó vừa lần comment đúng giúp em nha, là 84,5 triệu. Bao nhiêu chị? Cái dây cái gì? 89,750 à. 89,750 và số điện thoại giúp em nha mấy anh mấy chị nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một dây duy nhất, còn vùng sâu vùng xa chưa hề có. Vì cái like này là like cuối cùng của em rồi. Like buổi cuối cùng. Muốn giới thiệu những cho chị cái nhẫn đeo đến tay của mấy anh mấy chị nha. Rồi, bây giờ là cái nhẫn em đang đeo là ni là 16-17, tiền công 590 ngàn đồng. Cô Pháp chốt đơn hàng là 15 triệu tròn ha. Trọng lượng vàng là 4 chỉ mốt.
Đây là 15 triệu tròn, tiền công có 509, ngoài thị trường là cả khoảng 1 triệu 1, 1 triệu 2, không có hàng, hết hàng luôn. Nói chung là hàng cuối năm là có cái gì là bán cái đó luôn đó. Chị Thảo Nhi Leo, chị lấy phải để lại số điện thoại và số tiền giúp em nha, chị mộng tiền luôn. Chị là Rabiu Đức, số điện thoại 89750 và số điện thoại nha. Cái dây chuyền bính chị Thảo đang đeo á, cái này là 6 bính, trọng lượng dài là 8 chỉ nha. Rồi. 29 triệu 200 ngàn. Em có 3 dây nha, bây giờ bán dây bính luôn đi. 29 triệu 200 ngàn. Còn kiền là kiền bi nữ hoàng nha mấy chị nha. Kiền bi nữ hoàng em có một cái nhất thôi. Cái này trọng lượng dài là khoảng là 67. Không có đóng dây. Đó. Dây lấy đóng dây luôn luôn đi. Bưng nguyên mâm dây luôn. Bưng nguyên mâm dây lên. Bưng nguyên mâm dây luôn. Cho. Dạ chị ơi, số điện thoại bên em là chị kéo cái màn hình lên là có 5 cái số điện thoại với mấy chị ơi. Để em bán. Dạ cái kiền này là em có một cái nhất thôi nha, kiền nữ hoàng mấy chị nha, tiền 25 triệu 100 ngàn. Chị Hữu Duyên chốt đi. Đây chị Trung Thành chốt cái nhẫn em đang đeo nha, chúc mừng chị nha, tiền công quá rẻ luôn. À chị Thảo Như Lê trả bên Mỹ, chị Thảo Như Lê trả bên Mỹ mấy ơi. Rồi cái nhẫn chị móng tay, nhẫn móng tay là của Pháp bao nhiêu em? Nhẫn móng tay cái kiền này á 89 triệu 750 lại này rồi. Đúng rồi, chốt sợi dây rồi, chốt rồi, chốt rồi. Rồi sợi dây thì chốt. Cái kiền này là 25 triệu 100 ngàn, tiền công là 1 triệu 435 ngàn nha mấy má chị nha. Rất là đẹp luôn nha. Em chốt sợi dây cho chị Mộng Tuyền ha. Chúc mừng chị Mộng Tuyền. Bây giờ chị này phải yêu cầu chuyển khoản liền vì có một chị ở Mỹ mua cái dây nữa. À phải để hả? Chị ơi, bây giờ hai chị là bây giờ em sẽ ưu tiên cho chị Mộng Tuyền trước. Chị Mộng Tuyền chuyển khoản giúp em thì là em sẽ giữ lại dây này. Còn nếu mà chuyển khoản muộn hơn chị ở nước ngoài thì là em sẽ nhường. Nói chung là hai chị nào mà chuyển tiền trước thì em sẽ nhường sợi dây này cho mấy anh mấy chị trước. Thật tình ra em không phải khó khăn nhưng mà tiệm em vẫn không có cái hàng này để bán luôn. Tiệm em là không có cái sợi dây giống vậy luôn chứ không phải là em khó khăn gì đâu nha. Dạ chị Thảo Nhi Lê ơi, nếu như em comment cho chị này mà nếu mà chị không lấy thì em sẽ để lại cho mình chị Thảo Nhi Lê nha. Em có gửi qua đi Mỹ nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh chỉ có một dây duy nhất ở tiệm của em mà tiệm em hiện tại là không có luôn đó. Ở đây kiền bi đúng không? Rồi đây. Rồi bây giờ đọc lại cú pháp này nha. Em ơi cho chị cái nhẫn em sửa soạn giùm chị chứ. Hết rồi chị bán nhẫn rồi. Chị Dung Giao chiếc nhẫn hôm bữa làm xong chưa? Rồi 25 triệu 100. Chỉ có một cái kiền duy nhất. Kiền này là kiền hoa rất là cưng luôn nha mấy chị. Dạ ở nước ngoài mình chuyển khoản làm sao chị? Dạ chị ơi. À mấy chị ở nước ngoài á, thì nếu như có tài khoản Việt Nam mình chuyển trực tiếp về tài khoản Việt Nam bên em luôn. Còn nếu như không là mấy chị gửi tiền đô vào cho tại tiệm của mấy chị nha. Chị Thanh Nguyên ơi, tiệm em ở địa chỉ là 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha mấy chị nha. Rồi, cái kiền này là 25 triệu 100, chỉ có một cái kiền duy nhất, không có cái thứ hai nha. Rồi em xuống cái kiền này bắt đầu tiếp tục. Em kiền sẽ đọc cú pháp kiền nữ hoàng nha. Kiền nữ hoàng này là chỉ có một cái kiền duy nhất luôn. Đây. 37 triệu 200 kiền nữ hoàng. 37 triệu 200 là cái kiền nữ hoàng này. Tiền công chỉ có 1 triệu 435 ngàn đồng thôi. Ngoài thị trường là 2 triệu 8, 3 triệu 2, nhưng mà không có hàng. Đây. Dạ, em có bán con này bàn không có mấy chị ơi? Rồi chốt cái nhẫn màu xanh cho chị là Nga Ngọc Di. Tiền công 490 nha chị Nga Ngọc Di. Tiền công này 950. Ở nước ngoài tầm khoảng là cỡ 5 ngày nhận được rồi mấy chị ơi. À, còn em sẽ hẹn với mấy chị là tầm khoảng là vài ngày nha. Nói chung cái đơn này là tụi em cũng công giò công chân luôn, lật đật làm cho sớm để còn bán ở ngoài tiệm nữa. 37 triệu 200 chốt. Cho An 37 triệu 200, chúc mừng An nha. Chị An, vui lòng chuyển khoản giúp em để lên đơn cái hàng cho mấy chị nha. Thông cảm giúp em vì cái đơn này lấy cuối rồi em sẽ không giữ được mấy chị nữa. Vui lòng chuyển khoản nhanh giúp em nha mấy chị. Chuyển khoản nhanh em còn gửi nhiều lúc có trục trặc hay gì đó tụi em còn xử lý kịp nha. Rồi cái dây dẹp em đang đeo ha. Cái dây dẹp em đang đeo là 8 chỉ ha. Cú pháp chốt đơn hàng là 29 triệu 200. Cái dây dẹp nè. Dạ hết dây... nhẫn xanh rồi chị Thanh Thanh ơi. Dây dẹp em đang đeo này cho chị nhẫn đi em. Nhẫn lẹ lẹ. Chị Thảo Nhi Lê để em liên hệ với chị kia đó. Có gì em báo cho mình thì chị Thảo Nhi Lê ơi. Đây cái dây này nè. Để lại số điện thoại của chị Thảo Nhi Lê đi. Có gì điện cho chị. Chị báo chị Thảo Nhi Lê đi. Rồi cái này 37 triệu lẻ nào chị gái? 37 triệu lẻ nào chị? Chị có kiện kia bán rồi đúng không? Chị Hữu Duyên ơi, có kiền 37 triệu em hết rồi chị. Còn cái kiền 25 triệu 100, còn một cái duy nhất. Chị muốn em đeo kiền này vô cho chị. Đeo vô rồi mới rọi vô mới thấy đẹp lần. Chị em nghe rồi, chú đi cái tiền. Đây là 29 triệu 200 là dây dẹp bính nha mấy chị. 29 triệu 200 là dây dẹp bính.
Em đưa cái cú pháp của nhẫn móng tay giùm chị đi bé Ti. Có chưa? Đây 29.200.000 tiền công chỉ có 1.120.000 đồng thôi. Đây, dây bính này rất là đẹp mấy chị. Đeo nó tôn lên cái dáng mà cưng lắm. Dạ, Hải Phần thôi, em có bán cái dây không? Nếu như mà anh chốt lên cái mặt dây chuyền này á thì anh phải áp dụng cái bằng tiền mặt giúp em nha, không có đổi vàng. Nếu mà anh chốt đơn cái mặt dây chuyền này, vui lòng comment lại đúng cái này giúp em nha. Là mặt này bằng 84.500.000, khoảng cách và số điện thoại nha anh nha. Hết cháy bé ơi. Rồi 29.200.000. Dạ chị Kiều Ni, chị hỏi gì comment lại giúp em đi chị Kiều Ni ơi. Dạ nhẫn móng tay á, tiền công là 608, 3.950.000 là nhẫn móng tay cho mấy anh mấy chị nha. À nói chung là cái này là bên em bây giờ là còn không có đủ kiểu. Nên là bây giờ chị nào chốt cái nào vui lòng comment em lấy lộn xộn nha mấy anh mấy chị nha. Bắt đầu ngẫu nhiên luôn à. 3.950.000 là nhẫn móng tay nha mấy chị nha. Ok rồi. Chị An An, bên tiền bạc giúp em mấy chị nha. Rồi cái này là dây 3 bính đang vào nhau nha, dây 3 bính. Tiền công chỉ có là 660.000 đồng thôi. Ngoài thị trường là cỡ khoảng là 950.000 hoặc là 1.100.000 hoặc là 1.200.000. Nhưng mà hôm nay em tính trên livestream này là chỉ có 660 thôi. Chị La Kim ơi, chị lấy dây 2 bính đó chị. Cú pháp đây 3 bính chuẩn bị lên 2 bính sau. Cú pháp chốt đơn hàng là 11.150.000. 11.150.000 nha mấy chị. 11.150.000 là sợi dây bính này em có được là 5 đơn nha. Hãy nhanh tay giùm em có 5 đơn hôm nay em làm nhanh nha, để cho quần qua nhiều mẫu nha mấy chị nha. Dạ Hải Phòng thôi, dạ cái này em biết là hết quen rồi, nhưng mà nếu như mà tiền công tính giá trên like á là mình phải chốt đơn, là máy nó mới ra bill thành công giống như vậy nè anh nè, là có được là hợp lệ nha. Thì giống như máy ra bill giống vậy này mình có được hợp lệ, còn nếu như mà không ra bill giống vậy á thì anh giá tiền á tiền công nó sẽ là cao hơn nha anh nha. Rồi, chốt cái dây này 11.300.000 á. Chị Sang Vang Vàng Sơn Võ Thị, Võ Thị 11.150.000 là võ Vàng Xoan nha. Dạ, em chào chị Anna Trương à. Rồi em còn 4 đơn nữa nha mấy chị nha, nhanh tay giùm em nha. Chị Bé Quy Lan ơi, đợi em chút xíu nữa, có gì em báo cái vòng tay cho chị Thảo đeo cho chị Bé Quy Lan nha. Em làm từ từ một, 11.150.000. Chị bính 3 bính nè. Rồi, Nguyễn Nhung nha. Chị Nguyễn Dung ha. Rồi là một sợi dây bính luôn nha. Dạ đẹp lắm mấy chị ơi. Dạ chị em bé tiệm em có, nhưng mà em mời cái tiệm cho mấy người. 11.150.000. 11.150.000 cho Nguyễn Dung rồi. Đúng rồi chị Nguyễn Dung, em chốt cho chị rồi. 11.150.000 nha. Chuẩn bị em sẽ lên từ từ, em lên đủ kiểu cho mấy anh mấy chị chốt. Còn 3 giây nữa là hết luôn ha. Rồi nhẫn móng tay là cô Pháp, nhẫn móng tay là nhiêu với em? Chị ơi, nhẫn móng tay của Pháp bao nhiêu vậy? Dạ 3.950.000 chị ơi. Em để bên đây đi, đừng để qua bên đó em. Bên đó là chị bí luôn á. Trúc Ly lấy gì nè? Nhẫn bi nè. Dạ. Rồi Trúc Ly là nhẫn bi ha. Bây giờ em nói với chị luôn nha mấy chị, nếu mà yêu thương em á thì mấy chị biết sao, vì những sản phẩm này nè là em chỉ có là 1 đến 2 chiếc thôi. Mấy chị ơi, mấy chị mà chốt đơn á vui lòng là thích cái nào thì hãy chốt mời được em cái nha. Đè lên đổ rớt lên cái ấy nè. Cái nào thì hãy chốt giùm em nha mấy chị nha, còn những chị nào không thích thì để lại cho mấy chị sau nha mấy chị. Em đừng có đẩy cái này nghe, một tiên luôn nó mới ti. Rồi 8.400.000 cộng số điện thoại giúp em. Cái này là 2 bính, hồi nãy chị nào chốt 2 bính nè. Cái này là tiền công 490.000 đồng 2 bính nha. Em làm nhanh rồi em qua nha. Nhẫn móng tay cho Mai Thanh nè. Rồi nhẫn móng tay cho Mai Thanh là một chiếc nha. Chữ Gucci cho Mai Thanh ha, nhẫn móng tay ha, Mai Thanh nha. Em không bao chỉnh đi nha mấy chị ha. Cái gì là nhân viên em sẽ gọi cho rồi tư vấn cho chị. Đây là dây 2 bính ha. Tiền công là 490, của Pháp chốt đơn hàng là 8.400.000 cộng số điện thoại. 3.950.000 nhận móng tay. Dây bính là tầm khoảng 4 tấc 2 mấy anh mấy chị ơi. Đây chữ Chanel. Nhận móng tay chữ Chanel, chụp lại màn hình giúp em nha. Nhận móng tay chữ Chanel nha. 8.4 là nhẫn bi đúng không? 8.4. 8.4 là gì? Nhẫn móng tay à, 8.4 đang cầm nè. 8.4 sợi dây 2 bính nè. Dây 2 bính là 8.4 nè. Mấy dây em? Cái này là cái tên dư nè. Chị lấy Chanel em. Mai Thanh là lấy Chanel á. Mai Thanh là lấy Chanel đúng không? Em lựa giùm Mai Thanh Chanel này nha. Tỉnh táo giùm chị Mai Thanh Chanel nha. Rồi chúc Mai Thanh Chanel ha. Mấy vậy, có mấy vậy? Không. Thanh Nguyên là 1 dây nè. Thanh Nguyên 1 dây nè. Nguyễn Hương VT là 2 dây nè. Minh Đi Phạm là 3 và Văn Nguyên là 4, là người cuối cùng. Rồi xong hết luôn. Em hết dây 2 bính nha. Rồi bây giờ lại bính nó lưa hết rồi chị La. Rồi em còn dây 3 bính là 2 dây 3 bính nè. Đó lưa hết rồi cô Thanh Nguyên ơi. Rồi em còn là 11.150.000 là dây 3 bính nha. Dạ Khả Vi Sophie ơi, vui lòng
chó có nhẫn móng tay để lại 3.950 và số điện thoại giúp em à. Nhẫn bi đang đeo, chuyển khoản tài khoản chị, chuyển khoản tiền chị Hiền Nguyễn nè, nhẫn bi nè. Chị Hiền Nguyễn là nhẫn bi nha. Rồi chị Hiền Nguyễn là em chốt cái nhẫn bi cho chị Hiền Nguyễn nha. Nhẫn bi ba màu nha, móng tay này. Nhẫn móng tay rồi, nhẫn móng tay là có hột trắng ha, cho Khả Vi Sophia nha. Nhẫn móng tay em còn 4 nhẫn móng tay nữa là hết, mấy chị nhanh tay giùm em. Nhẫn móng tay giúp em nha. Nhẫn móng tay là 3950 nhẫn móng tay nha. Dạ. Em có gì bánh một cây nhưng mà hôm nay không có lên, chị ở Hàn Quốc hay Đài Loan ơi. Rồi 11.150. Nhẫn móng tay Thúy Hằng nè. Thúy Hằng nhẫn móng tay rồi. Là cái hoa luôn nha. Thúy Hằng cái hoa luôn, chụp lại màn hình giúp em nha. Chị em có biết Nguyễn em có lên GB chị ơi. 3950 Quỳnh Thị Ngọc Hằng. Chốt đi 3950 là cái gì với em? 3950 nhẫn móng tay. Nhẫn móng tay luôn ha. Chữ LV ha. Nhẫn móng tay chữ LV nè. Chốt chị La Kim đi bến 3 bến nha chị nha, 11.150 mấy chị nha. Rồi chị La Kim nè. 11.150, đẹp lắm mấy chị ơi, đẹp nâu lầu. Nhẫn móng tay 3.950. Rồi em còn là 2 chiếc nữa là hết luôn. Trần Vũ nhẫn móng tay chữ Gucci nha. Chị Thúy Hà Trần ơi, dạ dạ chị ơi, nhẫn bi vui lòng comment là 8.4, 7.950 có chị. Rồi 1 giây, còn 1 giây nữa là hết. Nhẫn móng tay hoa. Ủa, còn này là 31.350 á. Vi Bùi nè, Vi Bùi 11.150 là Vi Bùi một sợi dây nha. Phượng Anh Đỗ nhẫn móng tay nha chị nha. Rồi Phượng Anh Đỗ là nhẫn móng tay nha, là nhẫn móng tay Phượng Anh Đỗ nha. Rồi. Dạ, nhẫn bi còn 1 giây nữa chơi. Còn 1 giây nữa là 11.150. Rồi còn 2 cái nhẫn móng tay nữa là xong hết. Rồi luôn. Chốt cho chị Omachi Đào đi, bé xuống rồi. Omachi Đào là tay, gì? Dạ, chốt nhẫn móng tay 2 cái nhẫn. Nhẫn móng tay 2 nhẫn luôn phải không? Rồi Omachi Đào là hết nhẫn móng tay luôn nè nha, xong hết. Nhẫn móng tay em hết rồi nha mấy chị. Dạ, nhẫn bi là 7.950 mấy chị ơi. Rồi nhẫn bi em còn 2 nhẫn là hết luôn. Em còn 2 dạ, nhẫn bi em nha. Báo gì lần rồi mấy chị ơi, 7.950 đó mấy chị. Rồi chốt vòng kim tiền đang đeo đi 54. Rồi bây giờ lên nha, vòng kim tiền luôn. Vòng kim tiền á. Có dòng kim tiền còn ai nữa đâu. Bây giờ em còn 1 giây nữa nè. Mà đã vô trước rồi mình sẽ hỉ đi. Bây giờ mình sẽ là chị Nga Tô ơi, nhẫn bi là 7.950 có chị. Nhiều view hôm nay lắm rồi. Không được đâu. Bây giờ em chốt lại từ đầu nha mấy chị nha. Bây giờ là em sẽ chốt lại từ đầu nha. Bây giờ em lên dòng kim tiền em được sale được 5 dòng nha. Mấy chị nào muốn là chốt nhanh thì là soạn sẵn cú pháp giúp chị em. Chị Bình còn 1 giây là cuối cùng hết luôn. Rồi còn 1 giây. Rồi chị ha. Rồi chúc mừng chị Lê Thế Hằng là người cuối cùng của sợi dây bính nha. Nhẫn bi chốt luôn hết luôn rồi. Rồi nhẫn bi mấy chiếc? Một chiếc nhẫn bi. Một màu. Cho gia Bảo Hoàng một chiếc nhẫn bi. Em còn một chiếc nữa là hết luôn nha. Còn nhẫn một màu, em ơi nhẫn màu này như tiền vậy? Còn nhẫn tay một cái, lấy chạy đeo. Ủa, còn nhẫn móng tay nè. Còn sót cái nhẫn móng tay nè. Mấy chị ơi còn sót cái nhẫn móng tay LV dạ. Bé chi nó đeo nè. Hậu đũa ơi, hậu đũa cần gì hậu đũa. Đây đeo lên đây luôn. Dạ, vòng bi đang đeo là 6 len là tiệm có chị ơi. Còn chiếc cuối cùng nè. Đợi em chút xíu nữa, em sẽ bán vòng kim tiền mấy chị chốt nha. Mấy chị ơi, đợi em chút xíu. Dạ, cái dây mà dây bính lên hết rồi mấy chị ơi. Đây đây còn cái dây đeo cổ nè. Dây đeo cổ nè, còn 2 dây nè. 29.200. 29.200. Ha Thi Phan ơi, em có gửi qua Mỹ cho chị nha. 29.200 nè, cái dây này rất là đẹp luôn mấy chị. 29.200 nha, rất là cưng. Đổi chị cái chiếc nào để vừa tay. 29.200 nha mấy chị nha. 29.200. Rồi là cái này là cỡ khoảng 8 chỉ nha, tiền công rẻ lắm. Tiền công chỉ có 1.120.000 đồng thôi. Mấy chị chia sẻ rộng rãi giúp em nha. Chia sẻ cho những người quen, người thân của mình biết đến Kim Thành Thảo chị, và được, Rofia, được mua đồ rẻ ha. Nhẫn bi ba màu á, in bó đi, mở đơn kia đi. Không có cô. Rồi, nhẫn tím như đổi dây em ơi, đổi dây. Đổi dây cho chị. Có gửi qua Mỹ hả chị Khanh Phan ơi? Nhẫn màu tím là 9.450, 3 màu luôn ha. Đây 3 màu là 9.450, hình như có 4 màu lần mà. Đúng rồi. Đây em có 4 màu nha quý khách dạ, nha. Dạ chị A Lợi ơi. Hồi nãy em có trả lời cho mình rồi chị ơi. Ni từ 16, ni từ 16, 17 nha mấy chị. Ni là 16, 17, tiền công là 670.000 đồng. Đây, mấy chị nhìn nè, đây là giá chữ kim tiền luôn. Kim tiền hai bên đai luôn. Chiều nay mới lên xe ban chị nha, sáng nay. Hai bên đai kim tiền luôn, rất là cưng luôn. Kim tiền 54, mấy Nguyễn đợi chút xíu chị ơi. Đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi, cú pháp chốt đơn hàng là 9.450. 9450 cộng số điện thoại giúp em và cộng cái màu nha. Thường là 6 giờ em like, mà chắc cái chiều em sẽ lên xuống mấy chị chốt nha. Xem tay qua đây cho đeo con công này. Rồi bây giờ là em sẽ lên dòng kim tiền nha, dòng kim tiền dịch dắt nha. Dạ, dây bính là khoảng 8 chỉ chơi.
chị Rovia, chị để lại số điện thoại giúp em nữa chị Rovia gì Linda vậy chị ơi. Bông tay em đang đeo là 256 tiền công, 53 50 đó chị nha. 5350. Dạ, chị lấy dây 29 chị để lại số điện thoại cho chị Nguyễn Trắc Ly, Trắc Thi ơi. Nhóm tay thì chị nè, nhóm tay nè, nhóm móng tay hả, chị hay đi phạm rồi em lột cái nhóm móng tay này ra luôn là hết luôn, rồi là xong. Cháu chị là sao em, nói lại cháu như chị nói. Cháu chị nhóm là 3 cái, còn cái này đi 50 và đi 56. Nhóm bi 3 màu đó, còn cái đem cháu không là gì. Nhóm bi 3 màu nè, chốt đi. Dạ. Đi 50, đi 50, 54. Dạ, mua gửi Việt Nam bán được cho chị nha. 54, 54, 54. Em cháu có gì cái nhóm bi 3 màu không chị? Rồi bây giờ này em có một cái 50, tiền công là 850, cú pháp chốt đơn hàng là 22.500.000, trọng lượng vàng là 6 chỉ 2, ngoài thị trường là 1.600.000, nhưng mà trên line này em bán chỉ có 2 có 850. Rồi ni 50 chốt cho là Hiền Trần ni 50, chụp lại màn hình Hiền giúp em. Hiền Trần ha, chụp lại màn hình giúp em nha. Rồi Khánh Ngọc để lại số ngọc, để lấy gì chị Khánh Ngọc ơi. Rồi mấy chị ơi, số lượng có hạn vui lòng để comment đúng giúp em nha. Em có 3 ni 54. Em cháu có thị cao cao nhẫn nhẫn móng tay cho chị nha. Có 3 ni 54, tiền công là 850, cú pháp chốt đơn hàng là 22.250.000, là chốt cho là Mai Nguyễn nha. Đi móng tay không có chị. Mai Nguyễn là ni 54 là một vòng Mai Nguyễn ha. Em chốt cho chị Mai Nguyễn có đó không này, chị ok giùm em nha. Rồi một vòng ni 54, em còn hai vòng ni 54 nữa là hết nha. Gửi qua Mỹ rẻ lắm, rẻ lắm. Dạ rồi. Đúng rồi chị anh Võ. Rồi 20 22 triệu rồi. Quy Lam nha, Quy Lam là một cái dòng luôn rồi, còn dòng em đang Tâm Nguyên chốt hết luôn rồi. Rồi Tâm Nguyên luôn rồi, em chốt một cái dòng Tâm Nguyên em đang đeo luôn, đi đi 54 luôn. Rồi em còn một dòng đi 56 năm hai có không, hết luôn rồi. Còn một dòng đi 56 là cuối cùng. Một vòng đi 56. 54 gì Quy Lam nè. Quy Lam rồi là dạ, ba vòng. Dạ con hết 54 rồi cô ơi. Còn một cái 56, 54, 56 là đều đeo được hết, tại vì dòng bản phải đeo rộng rộng một chút xíu. Cho nên 54, 54 là như nó đó, 56 nè. Dạ chị Kha Thi Phan ơi, em có gửi qua Mỹ các chị, còn phí ship bao nhiêu chị vui lòng nhắn tin vào bán bay của tiệm em để nhân viên tư vấn cho mình các chị nha. 56 bấm đi các ơi. 6, dạ, chị 67. Phương, chị Phương Băng ơi, chị biết sao vì nhân viên đang liên hệ chốt đơn cho khách nên là không có trả lời trong Zalo được các chị. 56 hết rồi hả? Ni 56. 54 hết rồi mấy chị ơi. Ni 56 rồi. Nhung Lê, Nhung Lê Lê. 56 rồi, số điện thoại chị Nhung Lê ơi. 24.300 Nhung Lê Lê ha. Rồi chốt cho chị Nhung Lê Lê luôn là xong hết luôn ha. Rồi chị Nhung Lê Lê em chốt cho chị cái dòng nha. Rồi là hết luôn. Dạ em có gửi qua Mỹ, em gửi toàn quốc toàn thế giới luôn á chị ơi. 56 hết rồi mấy anh mấy chị rồi, bây giờ em lên dòng khác nha. Dạ, dòng Hy Lan. Công nghệ đang đeo là 31.800.000 đồng đi. Dòng Hy Lan, dòng Hy Lan. Dòng Hy Lan đang đeo bao nhiêu vậy chị gái? Dòng Hy Lan bao nhiêu vậy chị gái? Chị gái Hy Lan bao nhiêu? 32 triệu mấy trăm á. Bấm lại coi. Ngân ơi con mở đơn con ơi, làm nhanh tay con. Ở ngoài sau lưng nha. Dạ, dây con công đang đeo là 31.800.000, tiền công là 1.760.000 nha mấy anh mấy chị ơi. Dây con công có mấy màu em? Dạ, chị Nguyễn Trắc Kỳ, em cái bài hay bút được á chị. Yên mới Nguyễn Trắc Kỳ, cái bài hay bút đi em. Đó, dây con công có mấy màu? Em có đủ màu. Cho chị xin cái màu. Dạ, dây kiền hoa hồng là sao chị ơi? Dây còn kiền nữa hả chị? Nếu mà kiền là kiền hả chị nha, kiền hoa hồng là có hồi nãy cái kiền bi là em hết rồi. Đây là dây con công em có được là 6 dây. Dây con công em có được 6 dây nha. Vô mấy cái đào, lấy màu nào vô mấy đào, với màu đỏ chị ơi. Dây màu đỏ ha, chị ôm chi đào nha, rồi lấy dây màu đỏ đi em. Rồi ôm chi đào lấy dây màu đỏ nha. Dạ, nếu mà mấy chị ở nước ngoài. Mấy chị ở nước ngoài thì mình nhắn tin, mình chuyển tiền về tại nước ngoài. Em để là thường không thấy lắm. Không sao trọng. Dây con công là 31.800.000, để lại cái màu luôn giúp em mấy chị ơi. Rồi ôm chi đào nha, màu đỏ nha, chúc mừng ôm chi đào nha. Rồi tiếp tục. Dây con công của Pháp bao nhiêu em đọc anh chị chứ? 31.800.000, tiền công là 1.760.000 mấy chị ơi. Tiền công rẻ lắm, tiền công ngoài tiệm 3 triệu mấy, 4 triệu lượng đó. Đây, rất là đẹp luôn. Đó, đó có đủ màu luôn nha. Em chào chị Phong Nguyệt nha chị nha. Không có, chị ấy cho nó đẹp, nó tản ra cho nó đẹp. Dạ em chào chị Mai Thị à. Đây, đó mấy chị.
31 triệu 800 cộng số điện thoại giúp em. Dạ chị Mai Thanh ơi, phải để lại comment đúng giúp em của chị. 31 triệu 800 rồi, em còn được 5 giây là hết cuối cùng luôn nha mấy chị nha, nhanh tay giùm em nha. 31 triệu 800 cộng số điện thoại giúp em, 31 triệu 800 cộng số điện thoại giúp em nha. Rồi hãy nhanh tay rồi ăn cái tất niên cuối năm luôn nha. Rồi 31 triệu 800 cộng số điện thoại giúp em. Đây rất là đẹp luôn mấy chị ơi, đẹp nâu lòng người. Tiền công rẻ bẻ bẻ luôn á chị ơi. Ở ngoài thị trường là tiền công 3-4 triệu. Tiền công xanh đây. Chót giờ anh Yên Nguyên bé rồi, ơi. Rồi anh Yên Nguyên nè, xanh dương nha. Xanh dương rồi đây, xanh dương đây. À chị ôm bây giờ là màu xanh lá chị ơi. Ôm bây chi đào màu xanh lá rồi, đổi màu xanh lá cho ôm bây chi đào đi em. Không phải màu đỏ, lấy cái màu đỏ ra. Rồi chốt cho ôm bây chi đào màu xanh lá nha. Chơi đi lên canh hai lần rồi mà không có để không có được cái bằng kim tiền. Kim tiền ở ngoài tiệm vẫn còn nha. Rồi em còn được, em cho màu xanh biển lên đi. Xanh lá rồi nè. Màu xanh lá ô mai chia đào rồi, được rồi. Của ai? Rồi chị Thảo Di Lê lấy màu xanh ngọc. Em ơi xanh ngọc còn rồi chị? Màu xanh ngọc còn. Xanh Thảo Di Lê. Xanh ngọc đang đeo. Rồi em mở ra. Mấy chị nhanh tay giùm em chứ, ngoài tiệm giá cao lắm mấy chị ơi, ngoài thị trường giá cao lắm. Trên live này mấy chị đừng có hối tiếc, ngày này là ngày cuối cùng của cái buổi live rồi trong năm rồi. Bây giờ mấy chị có tiền mấy chị mua cũng không có mà để mua luôn nha. Đó, cho nên bây giờ đừng hối tiếc, cứ chốt đi. Rồi tiếp tục. Chứ cái con công lên chị chở nước ngoài khách mới lần đầu tiên của mình á. Rồi con công chị gì, chị tên gì? Màu xanh ngọc đúng không? Ủa em. Ủa sao vậy? Anh yêu này rồi, xanh lá rồi. Cái gì? Em không tập trung gì hết. Cái này của ôm anh Di Đào nè chị nè. Cái này của chị đây nè, anh Yên Nguyên nè. Dạ hồi nãy chị đưa bị lộn người rồi. Chị mới đọc cho chị đây là màu xanh ngọc nữa nè. Là sao? Không xanh đọc cho em. Xanh dương đâu? Xanh dương đâu? Xanh dương là đưa trước. Xanh dương là đưa sau cùng đó chị gái. Đây là màu xanh ngọc nè. Cái kia màu xanh ngọc, cái này màu xanh dương. Xanh dương đó chị đây nè. Em không tập trung. Còn mấy chị xử lý ngoài đó giùm chị có được không? Để cho mấy chị đọc comment giùm chị. Dạ ok chị Thảo Như Lê à. Chị Thảo Như Lê nè, cái màu xanh này đúng không chị? Chị Thảo Như Lê. Ý ơi, ý, ở ngoài tủ còn cao màu đen miếng, đồng lượng khoảng 8 chị. Rồi. Chị Thảo Như Lê ơi, em đọc comment chị Thảo Như Lê giùm chị. Còn mấy cái đây dạ, đi chị okay, bán cho. Dạ rồi, chốt màu vàng nè. Màu vàng đang đeo hả? Chị Thảo Như Lê, cái dây kia là không được chốt chị ơi, cái dây kia là hết rồi đó chị. Dây kia là dây gì? Dây khác là gì mình chốt nha. Dây kia là dây gì? Rồi em chốt cho chị Nguyễn Thanh Thanh ha. Chị Nguyễn Thanh Thanh là dây màu vàng nha chị nha. Chị Mai Thanh ơi, bây giờ chị lấy màu à. Ôi, chị không phải lấy màu đây rồi, chị lấy màu xanh kia kìa. Rồi ngoài tiệm còn không thấy chị nè. Màu xanh kia kìa là màu xanh gì? Cái đó là màu xanh biển đó, màu xanh tuba đó. Lại chị đúng. Ủa, màu vàng ok là sao chị? Là đúng rồi, chị lấy cái màu vàng đúng rồi đây nè, chị này nè, là màu vàng. Bởi vì em không tập trung mấy chi à, chốt đơn mà không tập trung thì làm sao em biết người ta chốt cái gì. Rồi chị màu xanh này đúng không chị Thảo Di Lê ơi? Chị màu xanh này đúng không chị ok giúp em với chị Thảo Di Lê ơi. Rồi xong rồi. Chị Mai Thanh ơi, bây giờ chị lấy màu nào chị ơi? Chị Mai Thanh, chị comment màu đen là màu vàng, màu trà gì chị? Màu vàng lấy hết rồi, em còn màu trà, màu rồi bây giờ em còn 3 màu là hết luôn nè mấy chị ơi, em còn 3 màu là hết luôn. Em còn là màu đen, màu đỏ và màu trà. Màu đen, màu đỏ và màu trà. Rồi chị Thảo Nhi Lê chứ ok rồi nè. Chị nô kìa. Nô là không hả? Rồi tắt luôn. Có trong đây mình thường 31 triệu 800. 31 triệu 800. Cứ có điện thoại chị coi bé. Điện thoại chị mừng. Vậy đưa lại mấy màu xanh đó lên đi. Chị không chịu là màu gì chị cũng không hiểu màu gì nữa. Vậy chị chốt lại giùm em đi, còn bao nhiêu màu em cũng không biết chị chốt màu xanh nào nữa. Xanh dương nè, đây xanh dương nè. Xanh ngọc là xanh đó đó. Sao no rồi ok rồi không biết nữa. Nên là xanh ngọc là xanh này nè chị. Còn em có 3 màu, màu xanh dương, màu xanh ngọc và màu xanh lá. Màu xanh lá là chị Omachi Đào chốt rồi. Còn là cái màu xanh dương kia là của chị gì đó rồi. Ani Nguyên. Còn màu xanh ngọc là của chị nè. Chị ghi màu xanh ngọc là màu này. Nhưng mà chị có thích không? Hay là chị thích cái màu khác vậy? Chị Nguyễn Anh là màu đỏ ha, con công màu đỏ nha. Rồi chị Nguyễn Anh là con công màu đỏ nè. Em chốt cho chị Nguyễn Anh là con công màu đỏ nha. Rồi vậy thì em còn con công màu đen và màu trà.
Màu xanh này em coi em đọc comment chị đúng không em? Chị Mai Thanh là màu đen rồi, chị Mai Thanh màu đen luôn. Rồi chuẩn bị em hết công nha mấy chị nha. Em còn màu trào nữa là hết. Con công là em hết, không còn một con nào luôn ha. Rồi là buổi cuối live luôn, cuối năm luôn, ăn tất niên luôn. Liên nghĩ vậy, chị lấy màu nào, chị nói màu đen xong là màu trà đó. Ai chị phía sau cùng á. Chị Nguyễn Anh là chốt chứ chưa? Chốt rồi. Chị Nguyễn Anh em chốt rồi nha. Rồi em còn một cái màu xanh này và một cái màu em đang màu trà em đang đeo nha mấy chị nha. 31.800. 31.800 cộng số điện thoại, màu đen và màu xanh xanh nhạt ha. Màu xanh ngọc, màu đen và màu xanh ngọc nha. Rồi màu xanh ngọc. Chị chưa ok mà chị Thảo gì đem đọc giùm chị coi. Chị Thảo Như Lê ơi. Chị Thảo, chị Thanh Thanh lấy cái màu xanh ngọc ha. Chị Thảo Như Lê ơi, bây giờ này em hỏi chị có lấy cái màu xanh ngọc không? Em nhường lại cho chị, còn không là em sẽ để cho chị này nha. Dạ chị ơi, nhân viên giờ bên em á, chị Lê Thúy Hằng Lê ơi. Sao không quay video? Gọi video. Gọi chốt được. Gọi là phải quay cho hai người này dòm luôn nha em. Gọi video nha. Nên mấy chị ơi, bên em mà chốt đơn hàng mấy chị mà chấp nhận trước, đầu tiên là tụi em sẽ gọi điện trước, sau đó mấy anh mấy chị đồng ý là kết bạn, sau đó mới là gọi video ha. Rồi em đọc dùm chị Thảo Nhi Lê đi. Điện thoại cho chị Thảo Nhi Lê đi em. Vậy hả? Chị Thảo Nhi Lê ơi, chị còn đó không? Cái màu xanh ngọc đó chị có lấy không chị? Rồi chị Thanh, không phải chị Thanh Thanh, là để hai người này nè, để coi thôi có sự dạ không, em không lên chơi sẵn đó chị ơi. Ok chị lấy rồi. Rồi chị Thảo Nhi Lê chị lấy rồi. Rồi khỏi hỏi nha. Rồi chị Thảo Nhi Lê, chị Thanh Thanh ơi, ngoài tiệm còn màu xanh này không? Bé Yến ngoài tiệm còn màu xanh ngọc này không? Em lấy diện dây chị nhường cho chị Thanh Thanh, tội chị quá. Ok chị lấy vậy. Rồi rồi em thấy chị Thảo Nhi Lê rồi. Rồi bây giờ là em còn màu trà nha. Rồi dạ, bây giờ em lên dòng nha. Chị ơi. Dạ con công em hết rồi nha chị nha. Em ơi kia anh hại rõ kế con anh dùm đi em ơi. 50, 52, 54 hả? 52, 54. 54 gà dùm chị 54 luôn em. Ba cái ni 54 chị đeo luôn đi. Chị Nguyễn Anh Thanh đó, Nguyễn Anh Thanh là em bây giờ em còn cái màu trà vậy. Rồi này chốt cho chị Nguyễn Thanh Thanh nè. Đây em chốt cho chị Nguyễn Thanh Thanh nha chị ơi, chị quản giúp em, chị Thanh Thanh giúp em nha. Rồi em chốt cho chị Thanh Thanh là con công màu này em ra tiệm em lấy cho chị luôn đó. Bình thường thì bên em gửi là có khoảng 4-5 ngày là nhận được rồi anh ơi. Nhưng mà tiệm sẽ hẹn như là vài ngày, chậm nhất là 2 tuần nha. 50, 52, 54, 54 là 4 cái. Bây giờ 50, cô Pháp chốt đơn hàng. Giờ đây. Bây giờ đưa lộn sổ đi lấy theo quỳ. Em ơi cái này mình đi 50 làm gì có, cái này bự lắm đó. Dạ hôm nay không lên dây sáng một chỉ mấy em anh mấy chị ơi. Cú Pháp đâu em? Đây đúng không? Cú Pháp là 32.050.000 đúng không? Ni 50 mẫu Chanel. Rồi em có là cái này là mẫu Chanel nha mấy chị nha. Đây là mẫu Chanel, em có là ni 50, 52 và 54 thì là 52, 50, 54 bao nhiêu thôi 60 tính sau. Rồi cú Pháp chốt đơn hàng là 32.050.000 đồng. Trọng lượng vàng là tầm có khoảng 8 chỉ trở lại. Tiền công là 1.825.000. Cái này ở ngoài thị trường là tiền công cỡ khoảng là 3.500.000 hoặc là 3.600.000. Nhưng mà trên live stream này em chỉ tính giá là 1.820.000 đồng thôi. Dòng ni 50 em có 3 dòng nha. Ni 50 em có 3 dòng, nó là giống như thế này nè mấy chị nè. Đó nhìn rất là đẹp nha. Dạ thị Hà Cao Cao em có chốt cho mình rồi đó chị ơi. Ni 50 em có 3 dòng ha. Rồi hãy nhanh tay giùm em ni 50 có 3 dòng nha. Là tiền công là 1.820.000 đồng. Cú Pháp chốt đơn hàng là 32.050.000 và chữ chờ neo nha mấy chị nha. Chữ chờ neo ha. Rồi xong rồi là chữ vậy rồi chị cảm ơn chị An Lạc à. Này ni 56 mở ra đi em, 56 58 sao còn chùm nha. 54 có không? Chà, rồi ni 54, rồi có một ni 54. Cho Mai Thanh là ni 54 ha. Mai Thanh ni 54 ha. Trâm Bảo ơi, để lại số điện thoại đó chị ơi. Trâm Bảo, để lại số điện thoại cho Trâm Bảo là ni 50 nha. Rồi. Chưa, rồi chị Trâm Bảo ơi, chị để lại số điện thoại giúp em ha.
chị Trâm Bảo để số điện thoại giúp em, cái này là ra năm mấy chị mới có hàng được, bây giờ là hết hàng luôn ha mấy chị. Dạ, bông thì thảo đang đeo là 10 triệu với mấy chị nha. Bông thì thảo đang đeo là 10 triệu nha, tiền công là 852 à. À, em thì làm báo tới ngày 2, ở tiệm là báo tới ngày 29 âm lịch. Rồi là qua ngày mùng 9 bắt đầu em mới bán, rồi tới ngày thằng Tài luôn là bán suốt luôn. Đây là ni 50 nha. Dạ, bông em có lên đồ bộ chị ơi. 50, 52, 54 nha mấy chị nha. Cô phát cháu đơn hàng là 32.500.000. Em có là chữ là Chanel, chữ Hermès và chữ LV. Có ba thương hiệu ha, chữ LV. Trâm Bảo ni 50 á. Chữ LV ha, Trâm Bảo là ni 50 nè. Rồi là một cái dòng ni 50 mươi Trâm Bảo nè. Trâm Bảo ni 50 dạ, nha. Lấy ra đợi chút xíu nên em báo chiếc 4 lên nhà đây cho mấy chị chốt nha. Dạ. Đúng ra là ví dụ như ni 50 làm cho như một chùm ba cái thương hiệu luôn. Rồi 52, 54, 56 vậy đó là dễ bóc ra. Rồi chữ ha mệt nha mấy chị nha. Đó ni 50, 52, 54 luôn. Dạ, Út rồi chữ quay XL luôn. Con công liền nhẫn chị ơi, Út con nha. Chữ quay XL đó. LV luôn nha mấy chị nha. 50, 52, 54 có phá chốt đơn hàng là 32.050.000. Dạ, Na Trương ơi, nếu mà chị muốn lấy ni 52 chị vui làm comment đúng giúp em nha. Là 32.050.000 á chị nha. Chữ lên nhãn con trâu gì Giang Lê ơi. 32.050.000 cộng số điện thoại giúp em. 32.050.000 cộng số điện thoại giúp em. Chị Hiểu Lê kìa em kìa. 52. Ni 52 rồi chữ Chanel ni 52 luôn. Ni 50 em vì. Rồi em chốt cho chị, em chốt chị Hiểu Lê nha. Chị ơi năm nay không em. Eo vì á. Eo vì năm nay em không có lên chị ơi, em chứ có lên Gucci à chị ơi. Chị Hữu Duyên ơi. Rồi, chữ ha mệt nè, rồi chữ Chanel nè, rồi chữ là LV luôn ha. 50, 52, 54, 56 nha mấy chị nha. 50, 52, 54, 56. Thì leo đúng rồi, đây này 52 Chanel nè. 52 chữ Chanel. Có chưa? Dạ, size nhỏ nhất là size 50 á mấy chị. 50 nha. 48 liền là lũng size rồi mấy chị ơi. Nè 48 em có một số 548 chữ ha mệt nè. Nè em có một cái chữ H nè. Là 32.050.000 là ni 48 nha mấy chị nha. Dạ, ni 52 cũng là 32.050 á mấy chị ơi. Một cú pháp luôn đó mấy anh mấy chị. Cái gì thì là xin xích nhau là dư tiền em thối lại cho. Còn áo đi 58 thì. Có ni 58 luôn. Dạ, có ni 58 luôn á. 52, 54, 56, 58 có đầy đủ ni luôn. Ni 58 là em có chữ ha mệt mấy chị nha. Chữ ha mệt nè, là ni 58 nè. Ni 58 là 30 cái đó bao nhiêu cú pháp là 30 32.050.000. Mấy chị ơi, mấy chị chốt đơn á thì mấy chị ra tìm lấy vẫn được nha. Áp dụng một vòng mua bàn tiền bạc giúp em à. 32.050.000. 32.050.000 cộng số điện thoại giúp em. 32.050.000. Hà Trần đi 50 chữ H. Đi 50 chữ H em. 50 chữ H cũng có. Đây chị đang cầm trên tay đây. Okay. Rồi 50 chữ H. Dạ chị Phương Nguyễn Trắc Ly ơi, Trắc Ly ơi. Chuyển tiền đô tại về tại tiệm của chị nha. Chị có rồi em. Chị Hà Trần nè, ni 50 chữ H nha. Rồi em chúc mừng dạ, chị nha. Nhưng mà em hết rồi chị thấy trên hình đi. Rồi cú pháp chốt đơn hàng là 30.050.000. Đâu rồi em quẳng chập rồi không? 32.050.000. 32.050.000 cộng số điện thoại đó giúp em nha. Chữ đây chữ H thì chị Hà Trần á. 32.050.000 em có từ ni 48 cho đến là ni 56 nha, 58 luôn nha. Đổi lại 52 chị nè. Đổi lại chị Huệ Lê đi 52 hả? Rồi. 52 chữ H. 52 chữ H. Dạ, hôm nay không có lên vòng một lên mấy anh mấy chị ơi, thông cảm giúp em nha. Một lên là em có lên dòng kim tiền mà kim tiền kiểu mất máy kiểu kia ha. Rồi bây giờ em xuống dòng hai lên này nha. Để gì em nói bự đó chị có nghe đâu. Rồi bây giờ là em sẽ lên bông tai cho mấy chị chốt bông nha. Bông xước bông, bông xước kiểu bông đi ha. Bông mới á, mới nhập viện thì à. 52 chữ H cũng có nha. Bông xước hả chị? Bông xước mâm dưới gì vậy? Mấy chị ơi, bây giờ em lên bông xước cho mấy chị chốt nha. Đây em sẽ lên mấy cái bông xước này nha. À, bông xước này là nó rất là nhiều kiểu luôn nha mấy chị.
Đây là bông sứa kỷ bông lúa nè. Em chỉ có mấy đơn thôi mấy chị nha, chỉ có vài đơn thôi, có gì anh thử giúp em nha. Cái này là em có được là 2, 4, 6, 7 đơn. Em có được 7 đơn nha. Đây là 2 triệu 100 cộng số điện thoại giúp em. Đây là bông sứa, tiền công là 200. Có luôn đầy đủ luôn, 225 ngàn. Nè, nay 50 mấy rồi đó, tính cho mấy chị đi. 58 nè. Bông sứa là 2 triệu 100 cộng số điện thoại giúp em. À, tiền công là 225 ngàn. Trọng lượng vàng là cỡ khoảng là 5/2. Đây rất là đẹp luôn, bông sứa nha mấy chị nha. Bông sứa ngoài sao giống vậy nha. Hôm nay có lên đồ bộ của chị nha. Chị Vĩnh Lâm Câm Thành ơi, em có là chữ ha mệt với lại là chữ eo về chị ơi, không có chữ eo được không chị? Cái ớt hay là cái lá đúng này. Là ok giúp em nha. Cái lá. Đây là bông sứa hình cái lá nha mấy chị nha. Đây là 2 triệu 100 cộng số điện thoại giúp em, hãy nhanh tay nào. 2 triệu 100 cộng số điện thoại giúp em. 2 triệu 100 cộng số điện thoại giúp em nha. Em chốt chị Diễm Nguyễn Thị nha, cái vòng Chanel đi, cái vòng hai mẹ đi 58 của chị nha. Chốt 2 triệu 1 cho Dung Hình nè, chốt cho Linh Thì nè. Trời ơi, tặng một cái thôi chị, ba đầu sáu tay em. Thu Hương Vinh chốt cho cô, 2 Thu Hương Vinh đi bác ơi. Rồi là Linh Thị nè, Linh Thị là 1, 1. Đó, rồi, rồi, em Huỳnh Dung là 2 nha. Thu Hương Vinh là 3 nè. Rồi. Thu Hương Vinh là 3 nha. Cái bông này đẹp lắm, bông này mới ra trên thị trường chưa chút có đâu. Chút xíu nè em sẽ lên dây nam đồ ra cho mấy chị nha. Rồi có gì mấy chị chốt à. Phước Khang vô ghim về đây nha. Rồi. Phước Khang ghim. Bông, bông này là 2 triệu 1 mấy chị. Bông này là 2 triệu 100 nè. 2 triệu 1 đó lại cái lá này nhìn dễ thương lắm. Cái này là mới ra trên thị trường chưa có mặt trên thị trường đâu nha. Rất là đẹp luôn. 2 triệu 1 em ơi. Rồi 2 triệu 100 cộng số điện thoại giúp em, còn 4 đơn nữa là hết nha. Em chốt chị Chi Nguyễn nha, 2 triệu 100 nha. Rồi 2 triệu 100. Cho chị Hiền Lê luôn nha. Rồi chị Hiền Lê ha. Chà neo ngân luôn rồi hết nha mấy chị nha. Rồi chà neo ngân luôn nha. Rồi em hết đơn nha mấy chị nha. Rồi Diễm Thị Nguyễn nha. Rồi chút xíu là em sẽ lên xem mấy chị chốt rồi. Thôi được xong rồi. Rồi bây giờ là em lên cái bông sứa dài nha. Tên này Thảo Thảo. Dạ chị Thúy Hoàng Lê ơi. Dạ chơi bên em á là chỉ có 5 cái số điện thoại điện chốt thôi cho mình nha chị nha. Là em có ghi ở dưới cái màn hình đó chị. Còn cái tên Tần Thị Hương Thảo á là bên em không bán hàng bên trang Facebook nha chị. Bán hàng bên trang Bambay thôi. Chị vui lòng á. 2 triệu 6 cộng số điện thoại giúp em. Chị phải đúng cái tài khoản bên em có ghi ở dưới là đúng đó chị nha. 2 triệu 6 cộng số điện thoại giúp em. Đây là cũng là bông sứa luôn nha. 2 triệu 6 cộng số điện thoại giúp em, tiền công 250. Trọng lượng vàng là 6/7, 6/6. 2 triệu 6 cộng số điện thoại giúp em. 2 triệu 6 cộng số điện thoại giúp em nha. 2 triệu 600 cộng số điện thoại giúp em. Em chào chị Nguyệt Võ. Nguyệt Võ ha, lâu quá chị, hôm nay mới gặp chị. Cuối năm rồi tất niên chị nha. Lát nữa em dạ. sẽ lên theo yêu cầu của chị. Phương Nguyên ơi, với chị đang đeo là 31 triệu 800 cho chị nha. Dạ, em còn một dây cuối cùng là hết luôn. Em có bông chữ hát mấy chị ơi, chút xíu em lên cho mình luôn. Cái dây em đang đeo là dây con công, dây cuối cùng luôn. 2 triệu 6 cho Nguyễn Kim Viên má ơi. 2 triệu 6 cộng số điện thoại giúp em. Tiết Mai, để lại số điện thoại lấy gì Tiết Mai ơi. Ô mai chị đào là 2 triệu 6 là một đơn nè. Ô mai chị đào là một đôi nha, 2 triệu 6 nha. Rồi Nguyễn Kim Viên là 2 nha. Đơm đốm mà chị nè. Rồi đơm đốm là 3 nha. Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền nha. Là 4 ha. Nguyễn Viên gì không? Chị Cao Thi Phan, mở đơn chị Cao Thi Phan luôn. Rồi Nguyễn Kim chị Viên Phan, chị phải để lại số điện thoại chị Cao Thi Phan ơi. Dạ, Cao Thi Phạm em chưa có lên nhắn nam á chị ơi. Dạ em chào chị Nguyễn Hường nha. Rồi Cao Thi Phạm nha. Chốt rồi. Rồi Nguyễn Huy 2 triệu 6 nha. Mimi Ngọc còn chị nè. Chị cái em bỏ đâu Nguyễn Kim Viên bỏ chưa. Mimi Ngọc 2 triệu 6 nha. Diệp Vy. Rồi Diệp Vy là 2 triệu 6 nha. Hết bông 2 triệu 6 nha mấy chị. Rồi em hết đơn 2 triệu 6 nha. Nguyễn Hường 2 triệu 6 nha. Rồi Đặng Thị Hồng là người cuối cùng nha. Đặng Thị Hồng là người cuối cùng. Rồi em hết đơn. Em biết sao chị hết đơn. Chị mất em bỏ đơn. Chị nãy giờ rồi chơi. Chị hết đơn. Rồi bây giờ em lên cái dòng này nha mấy chị nha. Cho chị thêm dòng nữa coi, lấy thêm dòng nữa. Bây giờ em lên cái dòng em đang đeo trên tay nha mấy chị nha. Cái này là từ là ni là 50. Cái này bao nhiêu? 54. 50, 52, 54, 56 em có được 4 đơn nha. Cái dòng này là dòng kim tiền bính bi luôn nha mấy chị nha, em đang đeo nè. Đó rất là đẹp ha. Dạ, chị Mai Nguyên ơi, dây con công là 31 triệu 800 cho chị nha. Kỳ 2.
Dây con cong em còn dây cuối cùng lấy luôn chị nha, màu trà. Nãy giờ là em gì là 6 con cong, 6 cái dây con cong mà em bán 5 dây rồi. Còn một dây cuối cùng nữa nha là chị lấy luôn đây ha. Rồi xếp bộ chuẩn bị, em sẽ lên xếp bộ cho chị luôn ha. Rồi cái này là Phúc Phát chốt đơn hàng là 43.900.000. Ni từ 50 đến 56. Tiền công là 2.650.000, 3 màu luôn. Hả? 43.900.000 cộng số điện thoại giúp em. Trọng lượng vàng là tầm có khoảng 1 lượng ha. 1 lượng 1 trở lại ha. 1 lượng 1, 1 lượng 2, trọng lượng vàng là tầm 1 lượng 2. Chị Loan Trương ơi, chút xíu lên lên bông bông theo từ từ của chị nha. Vì cái đó em không hiểu được chị. 43.900.000 cộng số điện thoại. 2 tiền công là 2.650.000. Em có từ là ni 50 52 54. 50 52 54 và 56 em có được 4 size nha. Em có được 4 ni ha. Rồi, 43.900.000 cộng số điện thoại. Chị A Lợi ơi, chị phải để lại comment đúng đó chị nha, thì mới chốt đơn thành công được chị. 43.900.000 cộng số điện thoại giúp em. 43.900.000 cộng số điện thoại giúp em. 43.900.000 cộng số điện thoại giúp em. Rồi chị lấy dây em. Dây em đang đeo luôn rồi, ok. Chị nó ở nước ngoài nãy chị chốt màu màu xanh ấy đó. Chị mua đi, chị không có hối hận đâu chị. Đẹp lắm, em còn dây cuối cùng là hết luôn. Giờ muốn mua phải ra năm mà cũng không sợ không có hàng. Chị Thảo Nhi Lê em chốt cho chị nha. Chị ơi, tiệm em ở Sài Gòn chị ơi. Tiệm em ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi dòng mi 50 ha. Chị Nguyễn Thi ơi, nếu như mà chị muốn đổi cái vòng đó là chị mất tiền cọc của chị Nguyễn Thi ơi. 43.900.000 cộng số điện thoại giúp em. Cái dòng nó đẹp quá trời đẹp giống vậy nè. Rồi chị Thảo Nhi Lê chứ ok rồi. 43.900.000 cộng số điện thoại giúp em. 43.900.000 cộng số điện thoại để giúp em nha. Để lại đi thay luôn đó chị nha. 43.900.000 để lại đi thay giúp em luôn nha. Chị này muốn chốt đơn bên em á, vui lòng comment đúng số điện thoại giúp em nha. Số điện thoại và số tiền giúp em à. Chị Ngọc Phan này chốt đi 52 kìa bác. Rồi chị Ngọc Phan đi 52. Em chốt cho chị Ngọc Phan là 1 giây nè. Dạ. Vòng là vòng 3 màu chứ không có vòng 1 màu chị. Đây là 3 màu ha, 43.900.000 còn đi là 50. À 52. Chỉ là 52 đúng không? 52 chị. Rồi. Chị Phạm Ngọc đúng không em? Chị Phạm Ngọc là ni 52 nha, em chốt chị Phạm Ngọc nha. Chị em Phượng Trần đi 56 nè. Rồi chị Phượng Trần đi 56 luôn ha. Chị em chốt chị Phượng Trần. Okay, chị. Em chốt chị Phượng Trần đi 56 nha chị Phượng Trần nha. Rồi 56 em. Còn đi 50 và 54. Dạ em không có đi 58 chị ơi. 54 và 50, em còn đi 54 và đi 50. Chị Hương Nguyễn ơi, không biết là chị có coi cái like này không? Chị Hương Nguyễn, chị lấy dòng 54 đó chị. Đẹp quá trời đẹp luôn á, cái mẫu này nó mới ra trên thị trường. Đó, ra là ra chữ thương hiệu chứ nó không có ra dạng bi giống vậy mà nó chắc mà đẹp lắm luôn đây nè. Đẹp nao lòng người, là đẹp đau cái bụng luôn á. Dạ, cái vòng này tiền công rẻ lắm á chị ơi. Tiền công có 2.6 mấy rồi chị. 2.650 à, ngoài thị trường là 6-7 triệu đó. 6-7 triệu mà không có hàng nha, cái này là em mới thiết kế riêng nha. Đây rất là đẹp luôn. Rồi còn ni 50 và ni 54. Tạm nhầm là cái tiệm nè. 50 và 54, 54 em đang đeo nè chị mấy chị nè. Đó, ni 50 và 54 ha. Rồi cái dòng bi lên này là em gỡ dòng bi lên này ra dùm chị. Rồi đeo cái dòng bảng màu này vô cho chị luôn. Chị Quỳnh Gia Quyên ơi, dạ chị thông cảm cho, vì tới 1.700.000 có comment là mấy chị ơi. Chị comment lại giúp em đi, rồi có gì em nhắn lại cho chị cho. Chị Ngọc Chi, nếu như mà nhân viên có chốt đơn cho mình thì sẽ gọi điện cho mình cho chị Ngọc Chi nha. Gọi điện đầu tiên là gọi điện, sau đó là kết bạn một là trong Zalo hoặc là trên Messenger thì là sẽ gọi video cho mấy chị nha. Chị Quỳnh Cao Nguyên ơi, tại vì là comment nó bay lên nhiều quá đó. Đi 50 còn đây mấy cho chị Thanh Thảo. À, một lượng mốt đấy chị ơi, có khoảng một lượng mốt ha. Có khoảng một lượng mốt đi 50. Rồi cú phát chốt đơn hàng là 43.900.000. Chị Hương Nguyên em lấy cái này cho chị 54 nha. Rồi chị Hương Nguyên lấy 54 là cái dòng màu trắng đó. Đi 54. Rồi cho chị Hương Nguyên gỡ luôn cho chị Hương Nguyên nè. Lấy dòng đó chị. Dạ, còn một ni 50. Còn một ni 50 là hết luôn. Còn một ni 50 là hết một lượng bốt nha. Dạ chị Khai Thị Trương ơi, có gì ngày mai bên em sẽ gọi điện cho mình để quay video trực tiếp. À, chị lựa sản phẩm luôn nha, nó tiện cho chị nha. Rồi bây giờ em lên hai cái dòng này nha mấy chị nha. San sale hai dòng nha. Ni 50 và 50 hai, một cái 50 và một cái 52 nha. Rồi là 31.600.000, tiền công là 1.800.000. Đẹp đẹp sang trọng mà quý phái lắm nha. Ni 50 và 52 tiền công 1.800.000, ngoài thị trường là cả khoảng 3.800.000.
hoặc là 3,5 triệu, 3,6 triệu gì đó. Nhưng mà hôm nay trên xe em bán có 1,8 triệu thôi, chị, là 31,6 triệu. Chị Ngọc Chi ơi, vì đồ chốt đơn là bên em đã đưa xuống hết rồi cho nhân viên gọi rồi chị. Bây giờ mà bên em cũng biết được là chị có chốt hay là không đâu chị. Nếu mà được đọc tên là được chốt của chị nha. Chị Hương Nguyên nè, cái dòng này 54 á. Ni 54, chị Hương Nguyên, em chốt cho chị Hương Nguyên cái dòng ni 54 nha. Còn cái dòng hột trắng nếu mà có 54 em để cho mình luôn chị Hương Nguyên nha. Không, đây dòng hột trắng không có ni 54. Để khi nào hàng về hàng có thì khi nào hàng về đó chị. Rồi không biết chừng nào về nữa. Trong năm nay là mấy chị phải mua bây giờ cho nó hết. Hồi nãy mở đâu được hết luôn chị. Nãy mở đâu được hết luôn rồi. Rồi em còn một ni, em ghi cái tiền tôi tiền vô cho chị luôn. Em còn một cái ni 50 nha mấy chị nha. Chị Môn Nguyễn ơi, chị lấy 50 vô làm comment giúp em số điện thoại của chị nha. Chị xíu dâu để lại số nội lấy gì chị xíu dâu ơi. Đây 31,6 triệu hai dòng nha. 31,6 triệu hai cái dòng này nha. 31,6 triệu tiền công 1,8 triệu đi 50 và 52. Em quên mất. 50 và 52 nha mấy chị nha. 50 và 52. Một cây hả? 20, 25 bao nhiêu vậy em? 25 bao nhiêu vậy em là gì á kìa? Cái đó 25 bao nhiêu vậy em là gì không hiểu nè. Ni 50 nha, tiền công 2,6 triệu, 43,9 triệu, 43,9 triệu, trọng lượng vàng là 1 lượng bốt. Còn ni 50 nha mấy chị nha. Rồi cái này là trọng lượng vàng là tầm có khoảng 9 chỉ trả lại nha. 31,6 triệu cộng số điện thoại giúp em, cho chị đem hai cái dòng đó đi. 31,9 triệu, hai dòng luôn. 31,9 triệu cộng số điện thoại giúp em nha. Rồi cái dòng này chuẩn bị em đang lên nha mấy chị ha. Dòng bi này là cỡ khoảng 1 lượng mốt ha. Dạ, và một trắng không có đi 48 giờ, 48 ở đây 50 đó chị. Rồi 39,400 cộng dạ, số điện thoại giúp em. Dạ, em hết rồi chị ơi. Cái này là em có là ni 54 và 54 và 56. Dòng này em có 2 dòng. Dòng này em có 2 dòng, ni 54 và 56 rất là đẹp luôn mấy chị. Đây, đây 54 và 56 ha, tiền công là chỉ có 1,350 mà 3 màu rất là đẹp luôn. Tiền công là chỉ có là 1,350 mà 3 màu nha, đi 54 và 56 nha. 39,400 trọng lượng vàng là 1 lượng mốt, nó đẹp. Đẹp nao lòng người cái khóa hồi sau này mấy chị nè. Em có 2 ni thôi mấy chị nha, chỉ có 2 ni thôi. Nha. 2 ni thôi rất là đẹp luôn. Chị Tuyết Sương ơi, giờ hôm nay không có nhận tiếp hai chị Tuyết Sương nha. Rồi 39,400 cộng số điện thoại giúp em. 39,400 cộng số điện thoại giúp em. À, cái này là không chị muốn nó mất công đi. 31,600 là cái bộ màu trắng này. 31,600 là cộng là bộ màu trắng này ha. Tiền công là 1,8 triệu, đây là hột sần nhân tạo mấy chị. À, cái độ sáng nó lung linh chiếu lắm. Độ sáng này rất là lung linh mà chiếu đẹp quá trời đẹp luôn nè. Đẹp nao lòng người luôn đó mấy chị ơi. Đó. Đó rất là cưng luôn nha. Chị Hương Quỳnh ơi, chị nói gì bên đây không hiểu chị Hương Quỳnh ơi. Rồi bây giờ là em lên. Em lên là lên gì em? Chị Hương Quỳnh 31,600 là gì á? Rồi 31,600 là cái dòng này. Chị Như Quỳnh Nguyễn ơi, chị phải để lại ni 52 31,600 mà số nào đó chị ơi. Đây em có ni 52 và ni 50, chị lấy ni bao nhiêu chị? Nè, rồi ni 52 nha, chị Như Nguyên Quỳnh là ni 52 rồi đây. Đây ni 52 này chị. Đó rồi, trọng lượng vàng là đây nha. Trọng lượng vàng là 8 chỉ mấy nha. Rồi em chốt cho chị một cái dòng nha chị ha. 31,600 nha. Dạ, cái nhẫn màu tím là 9,450 của mấy anh mấy chị nha. Đây nhẫn tím là 9,450, đây nhẫn tím rất là đẹp luôn. 9,450 tiền công là 670 nha mấy chị. Có đủ đây, màu luôn mấy chị nha. Có đủ màu luôn, đó rất là đẹp luôn ha. Em có được 4 màu nha. Màu tím, màu xanh biển, màu xanh lá và màu đỏ nha. Hai bên đây là đai kim tiền luôn, tiền công rất là rẻ, có 670 dạ, em thôi. Có như nam à. Rồi em có được 4 đơn nha, hãy nhanh tay giùm em có được 4 đơn ha. 9,450,000 đồng, 9,450 cộng số điện thoại. Xong cái này em lên dây nam cho mấy anh chốt nha. 9,450 cộng số điện thoại giúp em. 9,450 cộng số điện thoại giúp em nha. Bây giờ em sẽ lên dây nam với mấy anh chị ở nước ngoài để chốt nha, mấy anh mấy chị Việt Nam luôn nha. Đây là lên dây nam đây. Lên dây nam không chút xíu nữa em sẽ lên lại nhãn với mấy chị. Tiếc xương đừng comment nói chị ơi, hôm nay không có lên nữa chị. Bông tai tiền công là 256 mấy chị nha, 5,350 nha. 5,350 rất là đẹp luôn, bông oval nha, nó có 3 tầng oval móc máy ý luôn mấy chị ơi. Đeo vàng cũng đẹp mà xí đắng cũng đẹp nữa. 5,350 giúp em nha. 5,350 em có 5 đơn thôi mấy chị ơi. 5,350 để lại số điện thoại giúp em luôn, tiền công là 256 à.
Dạ hôm nay không có lắc sắn chị ơi, nhưng mà có lên lắc sức cho mấy chị nha. Rồi. Đây em có 3 đơn. Cái dây này là em có, bây giờ em lên được 2, 4, 5, 6, 7 dây nha. 7 dây nam ha. Nhưng mà trong này là nó có được là 3 dây. 3 dây này là 3 dây là 1 lượng 2, 1 lượng 3. Tiền công chỉ có 790 thôi. Tiền công là có 790.000 đồng, rất là đẹp luôn. Tiền công 790 là đồng giá luôn ha. Ngoài thị trường là cả khoảng là 1.7, 1.8. Nhưng mà trên livestream này em bán đồng giá chỉ có 790.000 đồng thôi. Cú pháp chốt đơn hàng là 44.850. 44.850, trọng lượng vàng là 1 lượng 3, dài là 6 tấc rưỡi, 6 tấc đến 6 tấc rưỡi ha. Rồi bây giờ là em sẽ cho xem từng chi tiết một nha. 44.850 cộng số điện thoại giúp em nha. Đây là bây giờ cái dây này nha. Đây, dây là dây ống khúc nha, ống khúc luôn, là móc máy xoàn luôn ha mấy anh mấy chị. Đây là từng khúc rất là đẹp đó, rất là đẹp luôn ha. Rồi, là 44.850. 44850 cộng số điện thoại giúp em. 44850 cộng số điện thoại giúp em nha. Em xả tùm lum với ti, em không còn biết là chị đi cái gì luôn á. Chị ơi, em có lên lát chuỗi chị chút xíu nữa mình chốt với chị. Đây, cái dây thứ hai là dây mắc xích luôn nha mấy chị nha. Có lên bông ta luôn mấy chị ơi, có lên nhiều lắm. Có lên dây dòng xích. một lên luôn á chị. Chút xíu nữa lên từ từ mấy chị chốt nha. 44850 cộng số điện thoại. Lấy màu đỏ cho khách, nhẫn màu đỏ. Nhẫn màu đỏ. Đây. Em chốt chị Nguyễn Thiên Nguyễn nha. Nguyễn Thiên Nguyễn là nhẫn màu đỏ nha chị.